Vô rồi. Kim Anh màu đen quận 2. Trời ơi muốn khóc luôn á mấy chị. Muốn khóc với cái mạng luôn á, phải vô lại liền luôn, cái mạng này là không có chơi game được. Dạ không chị Hiếu ơi. Chị thấy bé Trần như Huỳnh nha, chị thấy bé yêu. Được chưa? Tiếp hình mọi người. Em rõ cho em đi. Rồi mình vô mình bấm ngay và liền chia sẻ cho em luôn. Bây giờ ai có địa chỉ thì chị sẽ lưu lại trước, tại vì chị sẽ bán, chị sẽ tặng 5 cái, My sẽ tặng 5 cái với giá của nó 29.000. Có nghĩa là nói tặng thì nó sẽ hơi bị gọi là mất lọc, tại vì không phải là 11 nên năm nay là My sẽ không phải tặng không, mà My sẽ bán với giá 29.000 nhá. My sẽ bán với giá 29.000 cho mình. Mấy chị yêu khoan chốt mua, bây giờ nổi thông tin lên cho em trước đi, bấm chia sẻ chấm chấm cho tương tác trước cho em đi. Hôm nay là My nói mấy tình yêu là hàng có rồi chị, đẹp luôn nha, hàng xuất sắc lắm, hàng cực kỳ xuất sắc luôn. Em ơi xuống kêu chỉnh lại cái wifi ở dưới, cắm cái điện vô lại cho chị coi sao nó kỳ vậy. Kim Anh quận chỉ ra cái cục cho chị ơi. Nguyễn Ngọc Dầu Tân Bình nè. Cắm cái cục wifi ở dưới lại đây, quay nó luôn. Đừng có rút ra mà cắm chặt vô thôi, đừng rút ra nha. Rồi mấy chị yêu vô bấm ngay và liền chia sẻ cho My. My cho mình xem sơ cái mẫu một cái nè. Đây nè, chất của nó là chất form nha. Mấy tình yêu nhìn nè, mặt là em bảo đảm với mình 60kg, em bao hàng cho mình vừa luôn, không có bị giới hạn chật cái tay nè, tại vì cái tay này là cái tay dạng tay tròn nha, có cái phần thun co giãn ở đây, đằng trước của nó là lớp thun co giãn ngay eo cũng như thế này luôn, và đằng sau của nó cái này mặc được hai kiểu, một là mình có thể cột cái nơ lên đằng sau, và hai là mình cột cái nơ lên đằng trước nha. Thì chị nào thích sexy thì cột lên đằng trước, chị nào không thích sexy khi nghiêng và kín đáo một chút thì mình có thể quay cái nơ về đằng sau. Mặc được hai kiểu giùm em nha. Và đầu tiên mình vô mình cho em xin chấm và chia sẻ trước để cho mình mua hàng không bị ẩn, và mình tương tác để mình chơi game. Tại vì em sẽ tặng mỗi màu một cái, bán mỗi màu một cái với giá 29.000. Do hôm nay là 11 em sẽ không có tặng được không. Em muốn cho em, mấy chị yêu cho em xin xíu lọc thôi, 29.000 nha mấy chị yêu nha. Rồi bấm ngay và liền chia sẻ. Mình nhớ nè, em bán cho mình giá 29 là nhân viên vô kiểm tra ngay và liền luôn. Có chia sẻ một lần công khai hội nhóm và một lần công khai trang cá nhân hay không, nhân viên sẽ vô kiểm tra trang cá nhân của mình liền luôn. Nếu có trang cá nhân rồi thì nhớ inbox qua cho em luôn cả cái hội nhóm mình đã chia sẻ luôn nha. Là một lần mình em coi trang cá nhân và một lần mình gửi inbox cho em qua hội nhóm. Chỉ cần trong 3 phút em công bố kết quả mà mình không có chia sẻ thì em sẽ không có áp dụng giá 29.000 mẫu này nhá. Tại vì em nói thật sự mấy chị em luôn á, cái zoom này rất là dễ thương, nhìn nó cực kỳ nhẹ nhàng và cực kỳ đẹp luôn. Rồi bấm ngay thì chia sẻ cho em chưa, em vô chơi game nè. Lắc quá không like được luôn. Thấy bình thường hả? Ai rút điện rút ở dưới ra rồi sao vậy? Không, mới xuống chạy xuống cắm lại thôi. Cắm chặt cho em. À có cạc nào không ạ? Không, nạp hết rồi. Chơi chạy ra đi mua cái cạc ra đây coi. Không được phát thì đem. Lắc không mấy chị yêu? Mấy chị yêu có thấy lắc không? Em tinh vi có thông tin rồi không? Chị em có xài 3G được. Em phát qua đây cho chị wifi coi. Sao mà mệt mỏi quá vậy ta? Trời ơi em bực mình quá à. Như thế này là không có chơi game được, rất là bực bội luôn mấy chị yêu. Rồi ai đã chia sẻ bấm chữ đã chia sẻ cho My ngay và liền luôn. Ai đã chia sẻ bấm chữ đã chia sẻ giùm em ngay và liền luôn nha. Bấm chữ đã chia sẻ để bên em biết, bên em vô coi liền thông tin của mình. Không mờ đâu ạ. À, vậy hả? Sao bên chị mờ quá vậy? Chị không thấy được ai luôn. Bên chị mờ căm luôn, chị không thấy được ai luôn. Rồi, ai đã chia sẻ bấm cho em chữ đã chia sẻ nha. Cho em một cái nút đã chia sẻ trước bắt đầu nè. Em đọc cái mã, mình chỉ cần đơn giản số điện thoại, địa chỉ và cái mã comment nha. Là mình thích màu gì, mình chỉ bộ như em đọc 5 màu, số điện thoại, địa chỉ và cái màu đó giùm em nha. Chưa khoan nha, em đọc cái mã đã mới tính. Số điện thoại kèm địa chỉ giùm em nữa nha. Số điện thoại, địa chỉ và cái màu là em tặng cho mình cái màu đó. Nếu cái màu này hết rồi thì bỏ cái màu này qua quên. Còn 4 màu còn lại cứ như vậy giùm em 5 cái nha.
29.000, giá 29.000 cho em. Giá 29.000, hai lần chia sẻ, một lần trang cá nhân và một lần hội nhóm nha. Trời ơi, bữa nay đây ổn lắm đó chị yêu, ổn buồn luôn á. Ổn cực kỳ ổn luôn. Dạ rồi, vô chưa? Cái zoom em đang mặc là một cái zoom thần thánh. Tại sao? Tại vì nó mặc nó không có kén dáng luôn á chị. Thật sự không hề kén dáng với người mặc luôn. Chị coi là mặc rất là dễ thương. Một lát em quay lên cái này lên đằng trước mình mặc, em mặc cho mấy chị yêu coi. Một lát em quay cái kiểu lên đằng trước, thắt lên đằng trước cho mấy chị yêu coi nha. Cái zoom em đang mặc là của Hot Girl bán, mấy tình yêu ơi xinh lắm luôn á. Hot Girl bán nha. Trời ơi, người ta bán mấy trăm, mấy chục ngàn đó chị yêu. Em bán mấy chị yêu có mấy chục ngàn. Em nói giá thì mấy chị yêu hết hồn ngay và liền luôn. Không tới 7 ít, à không tới 8 ít luôn á. Không tới 8 ít luôn, chưa được 8 ít luôn. Là mấy chị yêu biết rồi, rất là rẻ luôn nha. Kêu đi ra xuống kêu một cái cạc giùm Mobi lẻ lên 100. Nạp 3G nè. Không thì tao bạn phát thảo 3G đi. Chị không vô được nè. Phát cho mày. Mình đang đã lắp rồi nên hỏi lắp hơi thôi. Nè đấy chị. Đã lắp chưa? Không. Chị chưa biết. Em phát vào rồi cho chị đi. Trời ơi, em phải canh mấy chị yêu, ráng tương tác một chút xíu giùm em. Đơn trước giao địa chỉ, không nhìn được vải này vải mỏng không chị. Em nhìn chị mặc có mỏng không bé yêu? Em nhìn chị mặc này có mỏng không? Đây chị mặc ở đây là ánh đèn là chắc là phải tầm khoảng 10 cái bóng đèn đó bé yêu à. 10 cái bóng đèn mà nó to đó nha. 10 cái bóng đèn mà nó to đó. Còn bóng đèn mà like thì chị không nói tối luôn nha. Yên tâm dùm chị là hàng này không bị mỏng. Mấy chị cho em 5 giây. 5 giây thôi, em đăng nhập vô cái đã. Em đăng nhập cái wifi vô cái đã nè. Nè. Rồi, cho em 5 giây em đăng nhập vô cái đã rồi em like ngay và liền cho mình luôn nha. Em khổ tâm ghê á, em sợ ẩn mấy chị yêu, ẩn của mình một hồi mình mua hàng nó ẩn. Dạ ráng bấm chia sẻ cho em nhớ nha. Em công bố trúng giải một cái mà mình không có chia sẻ nhân viên kiểm tra sau 1 phút rồi mà không có chia sẻ là không có tính được nha mấy chị yêu. Nè, 3G chị mua giùm em đi. Chị cho hỏi em có xài băng kinh không để chị chuyển trong nè. Không có, không có. Đây rồi, màu đỏ, màu đen, màu vàng nghệ, màu xanh lá, rất là dễ thương luôn. Đỏ, đen, vàng nghệ và xanh lá rồi bây giờ nha. Được chưa? Đỏ, đen, vàng nghệ và xanh lá. Rồi, đọc, mình nhớ giúp em nha. Em đọc cái mã, cái mã số điện thoại và địa chỉ, sau đó kèm giùm em cái màu mình thích là mình được tặng. Ai comment đầu tiên đúng thể lệ, comment đầu tiên em thông báo liền cho mình luôn. Comment đầu tiên em thông báo mình trúng, mình cho em liền thể lệ, cho em liền cái chia sẻ chụp gửi qua cho em liền luôn. Nhân viên kiểm tra có là nhân viên chốt cho mình ngay và liền một cái zoom liền luôn cho em 5 giây để em lấy cái này xong hết cho mấy chị. Em khổ quá, khổ tâm quá đi thôi luôn á. Cái mạng nó cứ thế này nhờ. Mẹ nó cứ lắc đó, mấy chị không coi được luôn á. Mi mặt. Dạ ai mua hàng đợi em một giây em chặn cho mình xong đã. Chỗ khách em đợi em từ hồi nãy đến giờ lên tay mấy chị yêu nha. Và nhớ giúp em là hôm nay em có 4-5 mẫu hot. Ơi là hot, là mẫu nào cũng tặng cho mình luôn nha. Là mẫu nào cũng tặng cho mình luôn, được chưa? Được. Rồi ok rồi mấy chị yêu ơi. Ok rồi. Ok chị bé coi làm chị coi. Tính ra là vô luôn á tí. Bình thường mà My cứ kêu ngờ. Không phải, có nghĩa là bên My không thấy gì luôn á. Bên My không có thấy gì luôn để My biết, My chốt cho mấy bạn luôn á. Rồi, có nghĩa là bên My không thấy cái gì luôn thì My không đọc được comment của mấy chị em hiểu không? Còn cái mấy chủ like thì My thấy, tại vì My xài một cái wifi khác. Còn riêng mấy cái này là My không thấy gì luôn, My sợ My đọc không có được của mấy bạn á. Sợ đọc không có được comment của mấy bạn á, rồi mấy bạn bị thiệt á. Các hiểu không? Rồi, chị hiểu không? Các chị hiểu không? Rồi, cái mã đầu tiên giùm em nhé. Mã đầu tiên sẽ có 5 cái mã khác nhau, không có giống nhau nha. Mã đầu tiên là mã 110197. 110197. Ai comment như vậy thì cho em luôn cả cái màu và em tặng ngay và liền mình luôn. Em đọc tên nha. Em chốt theo mấy chủ nha. Có một lần chia sẻ trên cá nhân và một lần chia sẻ hội nhóm. Mình nhớ giúp em, mình làm như vậy là mình lợi, em không có được lợi gì đâu. Lợi thứ nhất mình chia sẻ mình sẽ được tương tác cao, và lợi thứ hai là mình mua hàng mình không có bị ổn nữa. Mấy chị yêu đỡ bị buồn lòng á. Dạ rồi. Em đọc ngay và liền bạn nào trúng mã đầu tiên luôn. Ai gọi?
chưa thấy ai luôn á. Dạ rồi, ok, người đẹp này là người đẹp Jun Sang Chu màu đen ở quận 7. Yuan Su Chung quận 7 màu đen ghim lên. Kiểm tra liền cho chị Yuan Su Chung có gửi cho chị một tin nhắn chia sẻ. Tin nhắn chia sẻ hội nhóm chưa, và một tin nhắn và có chia sẻ cho cá nhân chưa? Tại vì thật sự em nói với mày là hồi lần trước giờ em chơi game chưa bao giờ em kiểm tra với chị Yuan cái gì hết. Tại vì game trên cái tinh thần em chơi game là vui vẻ và công bằng, có nghĩa là mình chia sẻ mấy chị khác cũng chia sẻ thì mình trúng giải, mình may mắn thì mình trúng, nhưng mà có nhiều chị không có chia sẻ nhưng mà lại may mắn trúng giải nha, nhưng mà không có chia sẻ nên nhiều lần trước rồi, nên bây giờ em rút ra kinh nghiệm là rất là tội nghiệp khách, người ta đã đúng thể lệ mà không được tặng, nên bây giờ là em sẽ áp dụng chia sẻ như thế giùm em nhá. Rồi em nói thật luôn, hôm nay em lấy lộc 29.000 đó, chứ thật ra là coi như là mình em tặng cho mình không rồi, chứ cái zoom này mà mấy chị nghĩ làm sao mà bán 29.000 mấy chị nha. Một lần trang cá nhân và một lần chị gửi inbox hội nhóm coi liền chị luôn. Cá nhân rồi chị gái inbox hội nhóm liền cho em luôn, gửi chưa? Rồi. Nhanh giùm em nha. Em chốt qua một cái màu khác em bán xong rồi em nè, năm cái này là em tặng nè. Là chị đi qua cho chung một cái nè, gửi qua liền giùm em luôn. Nhiều khi tin nhắn trong nhắn chờ coi từ từ đi. Nha, gửi qua liền giùm em luôn rồi. Em tặng liền cho mình chứ một hồi là em chốt qua cho chị khác đó nha. Rồi một cái màu đen đã có chủ là còn bốn cái khác thôi. Rồi bây giờ em đổi chưa? Rồi, ok, bây giờ em like nha. Cái này là tặng không đụng tới nè. Bây giờ like nè. Mẫu em đang mặc nè, em cho mình xem cái chất liệu của nó là cái chất liệu von. Bạn nào hỏi em mỏng không thì em xin kính thua luôn là không bao giờ mỏng luôn. Chắc chắn 100% mấy chị nhận hàng về là mấy chị biết liền nha. Chắc chắn 100% là nếu mà nhận hàng về mỏng, em hoàn tiền cho mình. Mức giá của nó chỉ có 70.000 thôi, mà nếu mỏng em xin hoàn tiền lại cho mấy chị Nhung hai lần như thế này luôn. Rất là đẹp nha. Em cho mình xem kỹ cái chất liệu của em nè. Mình xem kỹ giùm em nè. Mình okay, nhìn có cái mỏng không ạ? Nha. Em bao hàng cho mình là màu này là màu chuẩn shop và hàng chuẩn shop luôn. Dạ rồi, em ghi giá trên màn hình chị Yuan Su Chung ơi. Chị được một cái màu đen nhé. Một lát mấy chị mình nhớ bỏ cái màu đen ra nha. Comment và comment màu đen vô là mình sẽ bị thiệt á. Comment màu khác nha. Rồi chốt là số điện thoại địa chỉ em chốt hàng nè. Rồi. Em có tổng cộng là 5 màu, màu nude, màu vàng, màu xanh, màu đỏ và màu đen. Mình Thủ Đức hai đen. Đấy đi. Minh Thủ Đức hai đen. Lê Nguyễn Quỳnh Giao Biên Hòa Đồng Nai lấy màu gì người đẹp? Lê Nguyễn Quỳnh Giao lấy màu gì? Maria Nguyễn đen. Em tên Vi nút. Maria Nguyễn đen, em tên Vi nút. Mi Lê Tỉnh nút. Mi Lê Tỉnh nút. Mi Lê Tỉnh nút. Bu Bu quận 2 lấy đỏ. Bu quận 2 lấy đỏ. Cái này không có cần mình phải mua với giá chia sẻ luôn, tại vì thật sự không cần được tặng luôn, tại vì thật sự em bán đã như giá tặng luôn hết rồi nha, đã như giá tặng rồi. Hồng thắm bình chánh có nốt. Hồng thắm bình chánh có nốt. Duyên Dương Biên Hòa lấy màu gì? Màu rêu. Duyên Dương Biên Hòa lấy màu rêu. Duyên Dương Biên Hòa lấy màu rêu. Hải Yến nốt mi mà xanh lá đẹp lắm. Hải Yến, Trúc Nhi có nốt. Hải Yến nè. Cẩm Nhung quận 12. Hải Yến Biên Hòa nha. Cẩm Nhung quận 12 có nốt, mình cứ nổi màu lên giùm em là được. Mình nổi màu lên giùm em là được. Thu Nguyên có đen. Thu Nguyên có đen. Bảo Nhi Tây Ninh mi mặt. Bảo Nhi Tây Ninh mi mặt. Bảo Nhi Tây Ninh. Hải Yến mình. Mình nhìn bên đây nè. Như Tây có đen. Như Tây có đen. Lê Nguyễn Quỳnh Giao lấy màu đỏ. Lê Nguyễn màu đỏ đẹp lắm đấy. Quận 1 có nâu. Lê Nguyễn Quỳnh Giao. Hôm nay là em nói mấy chị yêu là hàng xuất sắc nha. Em lựa cái ngày hàng đẹp nhất để chơi game rồi mấy chị biết rồi nha. Em lựa cái ngày hàng đẹp nhất để chơi game luôn á. Xu Hí lấy nút Đồng Nai. Xu Hí Đồng Nai lấy nút. Xu Hí Đồng Nai lấy nút nè. Bé Tuấn cho chị xin thông tin nha. Song Kim ơi cho chị xin thông tin nha bé. Song Kim cho chị xin thông tin. Bé Tuấn cho chị xin thông tin. Trần Kiều Ân có đen. Trần Kiều Ân có đen. Vũ Thiên Thanh có mi mặt. NT Phương Loan một nút một đen. Tuyết Dung có nút. NT Phương Loan nè. Cho một cái đen cho NT Phương Loan. Mất cái nút thôi. Thanh Ngân mi mặt. Thanh Ngân mi mặt. Tuyết Dung có nút. Thu Hương mi mặt. Thu Hương tỉnh hả? Thu Hương nè.
Thanh Gò Vấp có nút. Từ Ngọc Uyên có nút vàng. Dạ, số điện thoại địa chỉ đầy đủ để nhận đơn. Trần Sam Sam có nút. Thùy Trang đâu nè? Thùy Trang người đẹp ở đâu nè? Thông tin chưa có nè, người đẹp ơi. Bùi Đồng nhận hàng giùm mấy chú mới đi hàng Bùi Đồng nữa. Hoàng My lấy nút. Em có Hoàng My quận mấy nè? Hoàng My vợ Nguyễn Thị Bích Thuận. Trần Sam Sam có đen chưa? Nguyễn Thị Bích Thuận lấy đỏ. Đỏ đẹp lắm. Cái vải của nó là vải von dày dặn nha, vải von mà von lụa tầm đó mấy chị nha. Thùy Trang quận nhất em ơi. Bích Ngân Bình Chánh lấy nút. Bích Ngân Bình Chánh lấy nút. Hôm nay là My nói My quyết tâm My phải chống lại cái nhà mạng mình. Nó quá ổn đó chị em đi. Minh thêm nu đẹp. Trang Dương lấy màu gì? Đẹp My nhan My mặt. Nguyên Thùy Hữu Đức có. Trương Thanh Hương Long An em lấy màu gì vậy em? Trương Thanh Hương Long An em lấy màu gì? Hai cái My mặt ok em. Trương Thanh Hương Long An. Năm cái này là My tặng rồi đó, là My không có bán rồi đó. Mình tặng, mình để dành, mình tặng cho mấy chị em nè. Lê Nguyễn Minh Vy có nút. Ồ ha. Trương Thanh Hương là tí coi đi, tí từ từ hãy la dán. Trương Thanh Hương nè. Mà nhắn tin cho mày nó chết với tao liền nha tí nè. Nhắn không có, không có trả lời. Bận rồi. Nguyễn Thùy Nguyễn Quỳnh Nga ở Hà Nội một nút một đen. Nguyễn Quỳnh Nga Hà Nội. Người đẹp ơi, mấy người đẹp nhớ giùm My nè. Mình không có được, mình chưa có may mắn mình trúng game ha. Thì mình cứ việc mình chia sẻ và mình sẽ được áp dụng giá trên màn hình. Tại vì giá trên màn hình là My đã giảm cho mình rồi nhá. My đã giảm 10.000 một sản phẩm. Và một lát mình sẽ mua áo 35-40 nha. Rất là dễ mua và rất là dễ trúng luôn. Thiệt sự chỉ cần nó không ẩn thôi. Bé Như Nguyễn, em ở Sóc Trăng lấy một nút nè. Như Nguyễn Sóc Trăng nè. Na Ha Bình Chánh có vàng. Na Ha Bình Chánh em có vàng nè. Lại dạ, số điện thoại địa chỉ em nhận đơn với chị nha, đừng cho em số điện thoại không. Tiểu Vi My mặt nè. Anh Vi My mặt chị đi làm chưa đi hả? Có gì đơn không? Tiểu Vi nè. Đỏ cho non non ở Kiên Giang nè. Mấy người đẹp ở tỉnh nhớ nghe máy nhận hàng nhà My nha. Nam Giang Kiên Giang nè. Hôm nay có một mẫu set xuất sắc lắm đó chị nha. Đầm hôm nay là siêu đẹp luôn. Non Kiên Giang nè. Kim Chi Bình Tân có nút. Kim Chi Bình Tân có nút nè. Bùi Tuyết Phương với nút ở Thủ Đức nè. Mùi tuyết phương nè. Rất là đẹp nha. Em nói là cái này mà em bán giá mấy chị yêu là mấy chị hối hồi luôn á. Chị Hồ Tuyền ơi, bên em đi hàng không có gọi điện đó chị. Chị kiểm tra giúp em, chị đã chụp màn hình chia sẻ qua cho bên em chưa chị? iPhone này là iPhone nào coi giùm chị cho em. Ngọc Hường có 3 màu. Em coi giùm chị iPhone nào và Đào Huỳnh Kim Tuyền nào vậy? Trịnh Mỹ Duyên nó đen nè. Ba màu gì? Không có ba màu gì. iPhone nào? Trịnh Thùy Nguyễn Thị Đơn đúng không? iPhone. Hoàng Hải Tuyết có nút cho em ơi, Hoàng Hải Tuyết có nút chưa? iPhone có đen. Lấy cho Hoàng Hải Tuyết cái nút. À, cái màu rêu mấy chị yêu đừng bỏ quên cái màu rêu của em, màu rêu rất là đẹp. Hai có đen. Hoàng Hải Tuyết có nút. Ngọc Thúy Bình Chánh có nút. Ngọc Thúy Bình Chánh có nút nè. Mình cứ comment giùm My là số điện thoại, địa chỉ đầy đủ là mình có hàng, mình yên tâm là như vậy nha. Nếu ẩn quá thì chịu khó bấm chia sẻ giùm My một chút xíu. Vô lại à. Mình chia sẻ xong mình chấm một cái mình comment tiếp. Đỗ Hoàng An nó nút nè. Em nói thiệt hàng hôm nay rất là đẹp, em phải chuẩn bị rất là lâu. Không có phải là chuẩn bị mặt người mà chuẩn bị hàng. Đỗ Hoàng An nó nút nè. Đỗ Hoàng An ở Biên Hòa, người đẹp có nè. Rồi ai chưa có nữa không? Cái My đem mặc là một cái zoom, My sẽ cho mấy chị yêu coi lại một lần nữa cái mẫu zoom này nha. My sẽ cho mấy chị yêu coi lại một lần nữa mẫu zoom này. Nito lấy nút ở Gia Lai nè em. Nito Gia Lai lấy nút nè. Bé Quỳnh ở Hậu Giang. Bé Quỳnh 18 Hậu Giang quận 6 thôi em. Ở giao chị ấm bên này đủ được không? Đây, mình mặc được hai kiểu. Chị nào thiên về sexy mình cột cái này lên đằng trước. Một lát mình thay một cái mình cột lên đằng trước cho mấy chị yêu coi. Cột lên đằng trước như thế này thì cái ngực mình nó sẽ xẻ ra chính giữa. Nhưng My đem mặt là My mặc cột vào đằng sau. My mặc cột vào đằng sau. Mấy chị nhìn giùm em cái chất von nè. Em vũ sơ mấy chị yêu coi cái chất von của nó nha. Mình thấy cái độ dày của nó chưa? Dày và rất là đẹp và rất là mịn luôn nha. Tổng cộng là có 3 màu như thế này nha. Chị nào ổn quá chị có bấm chia sẻ giùm em một tí xíu nha. Đây, em đặt cho mình xem. Em đưa xuống đây mình thấy màu chuẩn nha. Đưa lên nó sẽ hơi bị chói và đưa xuống đây là màu chuẩn của nó như thế này. Màu đỏ nè. Màu đỏ nên là em bao hàng mình mặc không trắng da thì thôi luôn và màu rêu nha. Phải nói là xuất sắc. Phải nói
nói là xuất sắc lắm luôn. Và năm màu, năm cái này là em chơi game em tặng, là em không có bán nè. Chủ nhân của một chiếc màu đen là có rồi, còn lại lát em chơi game nhớ trừ màu đen ra nha. Em khắc em nhắc cho mình trước, có công được màu đen một cái là uổng á, uổng cái comment đó mà trúng là bị uổng đó. Dạ rồi, chốt ngay mà liền giùm em luôn hai màu và cái vải của nó là to dạng thoải mái. Chị Ngọc Hồ có rồi chị ơi. Đừng hỏi em là mỏng không, tại vì đó cái không mỏng. Tại vì hàng ở trên đây là em lai nha. Màu á, đèn á, em làm rất đèn, là sáng luôn mà không thể mẫu. Tùy xuân Linh lấy nút chị mặc nè. Hiếu Chi Bi đỏ nha, My bên ngoài Đồng Nai. Hiếu Chi Bi người đẹp cho My thông tin đầy đủ nha. My ghi, My ghi một cái đỏ trước nè. Hiếu Chi Bi nè. Em đi còn sức lượng rất là ít nha. Nguyễn Thị Hồng Vy. Hiếu Chi Bi nè. Hiếu Chi Bi Biên Hòa nè. Số điện thoại địa chỉ mình mới nhận đơn mình cho mình số điện thoại cho nha. Phi Phi xanh ở Bình Định nè. Phi Phi Bình Định chị thấy em rồi. Phi Phi Bình Định coi kia được rồi. Phi Phi Bình Định. Biên Hòa Đồng Nai ở đâu mà đẹp cho mình thông tin đầy đủ nha. Bé Phi Phi Bình Định em có rồi nè. Thấy được công tin của em rồi nè. Bích Ngân Bình Chánh nãy dọc không? Móc Vinh không nói chứ là dạ. Chị ơi bị lỗi gì hả chị hay sao? Na tím lấy nút và đỏ hóc môn. Na tím hóc môn. Cái này mình mua về mình bảo đảm nó tình như là sẽ không bao giờ bị gọi là bị hốt hỏng không nha. Na tím hóc môn nè. Lỡ văn luôn. Hương Mia có rồi. Bích Kiwi rêu vàng nè. Mới thay qua màu rêu liền bây giờ nè. Nếu chị nào ngại là màu rêu nó sẽ bị lấy. Dạ. Số điện thoại địa chỉ mình cho em một lần thôi. Em biết là những chỗ khác người ta chỉ chốt số điện thoại, nhưng bên em là số điện thoại địa chỉ mình cho một lần thôi và em sẽ không xin lại nữa nha. Cho em một lần thôi và em sẽ không xin lại nữa. Thương Thương chú thông tin nè. Đào Thị Hồng Nhung em lấy màu gì vậy bé ơi? Ngọc Quý comment nãy giờ mới không thấy rồi đẹp comment cái gì luôn á. Nắng Sunny 75 màu mi mặt. Ok chị Nắng Sunny nè chị yêu ơi. Chị Nắng Sunny nè. Em thấy là em đọc liền, mấy chị cứ yên tâm nha. Em thấy là em đọc liền. Nắng Sunny ở đâu? Ở quận 6 hả? Trời tôi chở Gia Lai em đi lộn Gia Lai. Thì Nắng Sinh Ly. Dạ rồi, Ruby lấy cái gì rồi Ruby ơi? Trang Thùy này là Trang Thùy màu vàng ở Đồng Nai. Trang Thùy Đồng Nai. Trang Thùy Đồng Nai có nè người đẹp ơi. Rồi những người đẹp nào mới đọc tên là có đơn làm ơn cho mình một chia sẻ. VV quận 10 có thông tin cho em. Rồi VV quận 10 lấy màu gì vậy? Lấy giùm chị đi chị chua nhanh quá. Hiếu Chi Bi có tiêu đầy đủ rồi. Minh Thi là Minh Thi nào bên nặng nè. Dung Đặng. Dung Đặng thấy em My ơi. Dung Đặng ok em một nút. Dung Đặng lấy một nút nè. Cho chị một cái chị mặc cái cho Dung Đặng ở tỉnh. Dung hả? Rồi hết chưa? Còn cái rồi hết rồi cái hẳn lại tặng rồi. Rồi em thay màu nha mấy chị yêu. Dạ đúng rồi, tại vì cái comment nó bây giờ nó ổn lắm, nó chịu cái ổn lắm luôn. Em Dung Đặng ấy. Rất là ổn nha. Mi thay màu liền, Mi sẽ thay qua màu xanh cho mình liền. Cái mi mặc là lát Mi tặng rồi, Mi không bán. Với nó chỉ tặng là sẽ tặng 29.000 cho mấy chị nha. Thay qua màu xanh liền luôn, ngay và liền luôn. Màu xanh. Về bỏ hình vàng, đen, đỏ, xanh hết nút cho mấy chị nha. Bỏ hình cái miếng xong rồi nha. Chị đang có màu nặng ba bà, cho mình chỉ mà. Ai lấy màu nào cùng mình màu đó thì thuê nha. Ồ. Tiên Mỹ một tí. Tiên Mỹ đó rồi, em lấy tiền đó ra. Trời ơi, màu xanh đẹp thế. Màu xanh đẹp thế. Còn lại bé. Chị, còn dùng kia. Hả? Trời đất ơi, chị. Có lắm đi. Hiếu Chi Bi cho đầy đủ rồi. Hiếu Chi Bi có đầy đủ rồi. Dạ, số điện thoại và địa chỉ là có hàng đầy đủ giùm em nha. Cứ số điện thoại, địa chỉ là có hàng. Đây nè, nó có gì miễn nhỏ mà người ta. Để đó, đây màu xanh. Màu xanh rất là lạ, rất là đẹp. Cái tay của nó không có bị giới hạn lại nên khi mấy chị mặc đó, nó sẽ tạo cái điểm nhấn là cái tay rất là sang luôn nha. Cái mẫu này mà em nói mình ra đường mà không bị đẹp quá thì thôi luôn á. Có bị đẹp quá không? Dạ rồi, thông tin đầy đủ giùm em. Chị Thoa Huỳnh, chị lấy màu đen ở Phú Nhuận. Dạ, chị Thoa Huỳnh lấy màu đen. Chị Thoa Huỳnh Phú Nhuận, chị Liêu lấy màu đen. Mình cho em một lần thông tin thôi, em đảm bảo lần hai em không xin lại nữa nha mấy chị nhá. Pha Huỳnh lấy màu đen nè. Nữ Hoàng Misu ở Long An lấy màu xanh nè. Nữ Hoàng Misu lấy màu xanh nè. Màu xanh đẹp lắm nha. Lâu lâu mới có một vải có màu xanh thôi, chứ không phải là cái nào cũng có vải màu xanh cho mấy chị đâu. Nên mấy chị không có ngại. Nữ Hoàng Misu lấy màu xanh nè. Võ Hoàng Yến lấy xanh nè.
xanh là rất là trắng da và không kém da nha. Xanh này là xanh dao động. Bỏ hoàng yến lấy xanh nè, quỳnh mũi lấy xanh nè, ánh tuyết hùng vương là hùng vương ở đâu mà đẹp ánh tuyết ơi. Thôi chị ánh tuyết đi em. Ái Quy Phan Thị lấy vàng nè. Ái Quy Phan Thị bấm chia sẻ gửi inbox cho chị nha. Ái Quy Phan Thị. Có rồi nha chị. Gửi liền thì càng tốt với tình yêu nha. Đừng có đợi tắt like rồi mới gửi. Thủy Tiên Biên Hòa lấy xanh nè. Thủy Tiên Biên Hòa. Phan Chương Cẩm Hằng có đen. Thủy Tiên Biên Hòa lấy xanh nè. Ừ, cho em một nút một đen cho chị. Rồi tay Phương Lan có rồi đúng không em? Huỳnh Thị Bích Vân lấy xanh. Chị Huỳnh Thị Bích Vân ở Kiên Giang lấy xanh nè. Huỳnh Thị Bích Vân Kiên Giang nè. Hết nút rồi chị ơi. Tôi ghi cái đen đi nè. Hết nút rồi mấy chị. Huỳnh Thị Bích Vân nè. Nút hết nút rồi Phương Nhã ơi. Đào ngọt ngào cho mấy thông tin đầy đủ. Miu Anh là ai vậy? Minh Anh là ai không có thông tin rồi vô đọc lại. Thấy em nè, Ngọc Quý lấy vàng. Ngọc Quý lấy vàng nè. Người đẹp Ngọc Quý lấy vàng nè. Ngọc Quý Bình Tân lấy vàng, Miu Anh hai vàng hai đen ở đâu thì người đẹp ơi. Ai? Ngọc Quý nè đi. Thủy Tiên em thêm một nút hết nút là người đẹp Thủy Tiên nha. Anna Trần là chị khách cũ đúng không? Chị Anna Trần. Đừng nghe nhau thì đâu. Anna Trần lấy vàng. Không biết nữa. Đen cho Cẩm Thơ, Cần Thơ. Anna Trần kêu lại đấy, điện thoại không ạ? Anna Trần, chị yêu cho xin lại thông tin đầy đủ nha chị yêu ơi. Cẩm Thơ nè. Cẩm Cẩm chị. Cẩm Thơ, Cần Thơ. Lê Hồng lấy vàng nữa đi. Xanh cho vờ B Yến Nhi nè. Vờ B Yến Nhi xong cái xanh là bắt đầu là mới bắt đầu tặng tiếp nha. Vờ B Yến Nhi nè. Vờ B Yến Nhi chừng nào mấy chị phải thật sự là gọi là hả à, cái cột móc nó cao lắm mình tặng cái túi chứ không mình sẽ chỉ tặng hôm nay mình chỉ tặng đồ và kem thôi. Vết Phương Thủ Đức lấy đỏ nè. Nguyên Nguyên lấy xanh ở Kiên Giang nè. Trời ơi mấy dán hai con mắt cho màn hình đi không để ẩn một cái comment nào luôn á. Nguyên Nguyên Kiên Giang nè. Mấy không để ẩn một chị nào luôn á mấy chị thật sự luôn. Lầy phấn vàng xanh, Lê Hồng lấy vàng có chưa? Rồi, của chị Yên nó chụp hình Lê Hồng một tí. À, bỏ ra cái ấy ra. Tina Trần chị cho thông tin lại nha. Anna Trần. Anna Trần hả? Lầy phấn hai màu nè. Hồi trưa rồi là không lửa ra giùm chị nha bé yêu ơi. Nguyễn Thị Tiên chị nghe nè, em ơi coi giùm chị Nguyễn Thị Tiên khách cũ của chị lấy màu gì đi. Đào Ngọc Ngào ở Hà Nội lấy vàng, mừng quá thấy rồi. Đào Ngọc Ngào lấy vàng nè. Đào Ngọc Ngào nè. Đào Ngọc Ngào lấy vàng có rồi nha. Trương Thị Mỹ Huyền đấy có rồi. Phụng Nguyễn đây là Phụng Nguyễn quận 7 lấy xanh nè. Cẩm Dung Nguyễn lấy đen quận 8 nè. Phụng Nguyễn quận 7 nè. Nguyễn Thị Linh Thiên xanh. Cẩm Dung Nguyễn nè, để ghi Linh Thiên cho. Cẩm Dung Nguyễn quận 8 nè. Linh Thiên lấy xanh nè. Bánh mèo dung vậy chị đã gì đấy yêu. Xanh cho Huỳnh Trúc ở quận 7, Nguyễn Thị Linh Thiên có rồi. Ánh Vương có rồi đúng không người đẹp? Ừ. Huỳnh Trúc quận 7 lấy xanh nè. Xong cái màu xanh đi rồi mình sẽ tặng tiếp. Huỳnh Trúc quận 7 lấy xanh. Ánh Tuyết Gia Lai chưa thông tin đầy đủ rồi bé ơi. Sợ bị ẩn comment nữa quá Phi Phi. Thấy một lần là chị thấy hoài là bé Phi Phi chồng ẩn nữa đâu. Thấy một lần là chị thấy hoài là Trần Kim Thanh lấy màu gì vậy em? Ok Thu Yên thêm xanh nè. Thu Yên thêm xanh nè. Thêm. Em thêm tí thêm rồi đó. Nóng quá nè, là gì người đẹp? Nóng nè trời là gì? À bị ẩn quá nóng rồi hay sao? Bích Kiwi có rồi, Bích Kiwi. Em con Nguyễn Thủy Tiên có chưa? Có rồi hả? Nguyễn Thủy Tiên có rồi. Sina lấy đen ở Bình Tân nè. Thấy Sina chưa? Sina. Rồi. Sina không nhận hàng thì người đẹp. Bé Quỳnh Hội Giang quận 6 lấy gì vậy? Bé Quỳnh hả? Bé Quỳnh không nhớ nữa. Đây màu xanh. Bé Quỳnh có vàng nha chị ơi. Dạ rồi. Tốt ngay và liền giùm em luôn màu xanh nha. Em biết là mấy chị đang giỡn lắm nên My sẽ cố gắng My đứng một hồi để cho tương tác nó cao một chút xíu cho mấy chị nha. Rồi Trần Thị Mỹ Phụng ở Tây Ninh lấy hai màu đó giùm chị đi, màu vàng và màu xanh. Trần Thị Mỹ Phụng. Dạ mẫu này 75.000 cái nào của em chưa vậy? Hả? Nguyên Thanh em cọc hồi chưa rồi. Rồi Ánh Tuyết em lấy một vàng, một đỏ, một rêu,
một vàng, một đỏ, một rêu, một đen. Ánh tuyết với bốn màu là em chỉ mua được một sản phẩm đó thôi. Ánh tuyết này ở Gia Lai em, một vàng, một đỏ, một rêu, một đen. Baby hồng lấy xanh cho chị nè. Baby hồng rồi, baby hồng lấy xanh nè. Nãy comment xanh mới nút mà hết nút mới được chút xanh. Chị thấy em comment xanh nè, chị không thấy comment nút. Chị thấy là chị đọc vào. Rồi ánh nhi là ai lấy đen nè em ơi, bé Ti có rêu vàng chưa? Ai? Thích kiwi có rồi. Rồi ánh nhi Tân Phú có đen. Ánh nhi Tân Phú lấy đen nè, rồi người đẹp Thanh Đỗ quận nhất nè. Lấy xanh nè. Thanh Đỗ quận nhất nè. Một cái nổi liền ảnh nút ông kia nè. Nó khủng khiếp lắm. Thanh Đỗ quận nhất xong cái màu xanh nó màu tặng tiếp cái thứ hai cho mấy chị nha. Tặng tiếp cái thứ hai. Em chia sẻ được áp dụng mua hàng 30k không chị? Được nha em, nhưng mà cái mẫu nào 30 là chị sẽ báo. Đường da ngọc nè. Nhưng mà nếu mình chia sẻ mình sẽ giảm được 10k một sản phẩm nha. Đường da ngọc với đen nè. Ngọc bích lấy đen quận 10 nè. Dạ giá màn hình 75.000. Ý chết rồi, chết rồi bé ơi, em đi 75 chưa? 70. Chụp lại giùm chị đi. Em xin lỗi mấy chị yêu rất là nhiều nha. Em đi lộn giá rồi mấy chị yêu ơi. Cảm ơn chị. Em nói 70 mình lộn 75 đúng không? Dạ 70.000 giùm em xin lỗi nhiều, em ghi lộn giá 75 rồi. Ngọc Bích quận 10 lấy chưa? Chỉ có 70.000 thôi, mi sorry rất là nhiều, mi đã ghi lộn giá nha. 70.000. Rồi, số điện thoại địa chỉ nha. Loan Ly Ly Đà Nẵng lấy vàng em ơi. Lê Mai Phương Thảo Lạng Sơn lấy đen, Loan Ly Ly Đà Nẵng lấy vàng. Loan Ly Ly nè. Lê Mai Phương Thảo nè. Lê Mai Phương Thảo lấy đen là 70.000. Em xin lỗi nhiều. Thùy Trang quận nhất có rồi em. Miêu Anh không lựa, bạn gì không lựa đây. Hương Nguyễn Bình Dương lấy xanh nè em. Hoài Uyên lấy đỏ ở Bình Dương luôn nè. Rồi Hương Nguyễn Bình Dương lấy xanh. Ai? Ai cho cụ thể? Hoài Hoài em cho cụ thể đúng rồi. Ngọc My Bình Tân em lấy màu gì vậy bé? Ngọc My Bình Tân lấy màu gì? Thấy em còn bên thông tâm mà không biết lấy màu gì hết. Ngọc My Bình Tân lấy đen. Thanh Ngân có đen rồi đúng không em? Thanh Ngân Bình Chánh á. Ngọc My Bình Tân lấy đen. Ngọc My Bình Tân lấy đen lấy giùm chị luôn. Thúy Nhà lấy đen ở Tân Phú. Thúy Nhà Tân Phú lấy đen. Thúy Nhà Tân Phú lấy đen. Hồi nãy bạn nào tặng em để cái đó chưa? Chưa. Chưa đúng không? Để chị biết chị để cái này. Gina bên chưa hả? In mình đó ra chưa? À, Gina su quá. Không in được. Tao chỉ có chụp ghi tặng cái đen đi, ghi tên tặng cái đen đi, chỉ có chụp tặng thôi chị. Ừ, ghi chủ đó tặng cái đen luôn cho chị đó luôn, ghi ngoài tên là tặng cái đen luôn. Lâm Huyền Trân lấy đen, còn đen không? Còn Mỹ Linh có đen chưa thở. Lâm Huyền Trân còn Mỹ Linh hết rồi, hết đen nha mấy chị, còn xanh đỏ và vàng ba màu. Mai Bình Thạnh là hết đen, còn xanh đỏ và vàng. Em sửa lại luôn đi, xanh đỏ và vàng rồi bây giờ tặng tiếp nha. Hết đen, hết nút. Còn Mỹ Linh với ai? Nút là chỉ còn một cái để tặng thôi đâu rồi một tí. Cái nút đã tặng rồi. Mỹ Linh với Lâm Huỳnh Trân. Rồi tiếp tục. Hoàng Mỹ Bình Dương có xanh. Hồng Ngọc Bình Hạnh lấy đỏ. Hồng Ngọc Bình Hạnh lấy đỏ. Candy VH Củ Chi lấy đỏ. Hồng Ngọc Bình Hạnh lấy đỏ. Candy VH phải không? Candy VH của Chi lấy đỏ. Ngờ Kiều ở đâu thì thông tin đi bé. Nguyễn Thùy Trang có vàng cho em. Nguyễn Thùy Trang quận 8 lấy vàng. Quế Trâm Bình Chánh lấy đen. Quế Trâm Bình Chánh có thông tin chưa? Nguyễn Thùy Trang nè, quận 8 lấy vàng. Quế Trâm Bình Chánh em coi giùm chị bạn có thông tin chưa nha. Bé Hí lấy đỏ Long An, chị thấy bé Hí rồi đó. Mấy chị hiểu, mấy chị biết không, mình cứ mấy chị hiểu không ngoài nó lộn. Mình mà thấy một lần là mình thấy hoài luôn. Mình mà không thấy là coi như là mình không thấy nguyên một cái like luôn. Nên chịu khó tương tác giùm em nha. Em cố gắng em nhìn lắm nha. Hôm bữa của chị xong về giờ sao tự nhiên mình lên mà hết trơn một ngày. Như cưng em gửi qua cho chị với. Chị sẽ coi là cái đó là lỗi của xưởng hay là sao, rồi chị báo cho em liền nha. Rồi ok, anh thỏ xanh vàng nè. Em yên tâm đi, chị không có cái nào mà lỗi là chị nhận hết nha khách yêu. Bị lỗi cái gì chụp lại cho chị liền. Gửi qua cho chị đi bé ơi. Như cưng anh thỏ nè, anh thỏ Bình Dương thảy thêm cái màu xanh qua nữa. Anh thỏ Bình Dương thảy cái màu xanh qua nữa. Anh thỏ nè,
Dạ rồi, ai ẩn thì comment lại giùm em để em thấy nha. Rồi bây giờ tặng tiếp tục nè, bấm chia sẻ giùm em nhé. Và nhớ là lượt chia sẻ của mình là một lần trang cá nhân và một lần hội nhóm mới được áp dụng chia sẻ trúng game. Hồi nãy là một chị đã được mua với giá 29.000 rồi. Hôm nay là tổng cộng em lựa ra 5 mẫu để em tặng cho mấy chị. Mỗi mẫu đều 29.000 nha. Mấy màu thì em sẽ tặng mấy màu cho mình luôn nha. Tại vì không có thời gian lên hàng xem hàng xã cho mấy chị, nên bây giờ phải kiếm những cái gì mà gọi là nhanh gọn lẹ để tặng mấy chị đẹp nhất, và sẽ tặng hết cho mấy chị luôn. Dạ rồi, bấm chia sẻ giùm em. Ngọc My lấy vàng em ơi, Ngọc My đây có đâu? Ngọc My có rồi lấy vàng. Phạm Hằng nào lấy xanh nè. Phạm Hằng lấy rồi luôn hả? Trịnh Thị Mỹ Duyên thêm rêu. Trịnh Thị Mỹ Duyên thêm rêu. Tiên Vi Bình Thạnh có đỏ nha chị ơi. Trúc Thanh nè, Trúc Thanh nào ta? Thu Phương Phú Yên lấy xanh. Tôi có bạn My mới mua được mình ra, tôi có biết My nay mới mua được. Cảm ơn người đẹp Mỹ Thùy Trang rất là nhiều luôn nha người đẹp ơi. Tại vì khi mà My comment ở đây My không đọc được á, nhiều chị em buồn á, không có comment không đọc được thì mấy chị em buồn. Dù Quỳnh bỏ có xanh. Hết đúng rồi tội chị. Lắm, tội lắm My. Quỳnh bỏ có xanh nha chị ơi. Rồi Quỳnh bỏ có xanh nè. Bé heo Nguyễn lấy xanh bé ơi. Bé heo Nguyễn lấy xanh nè. Quỳnh bỏ hai á. Còn một cái đen á, ai lấy đen không? Bé heo Nguyễn. Bé heo Nguyễn, bé ấy nè. Ngân bé có xanh cho em. Bé Nguyễn Thùy Tiên em có rồi, bên chị đọc rồi. Hoài Yên ơi, chị chưa có để cho Hoài Yên cái gì đâu, tại vì không thông tin đầy đủ. Dạ em chào chị con Ngân Nguyễn. Nguyễn Thị Ngọc Hân ở cái bè ở màu đỏ Tiền Giang em ơi. Nguyễn Thị Ngọc Hân Tiền Giang đỏ. Hồng em chưa có thông tin đầy đủ. Mấy chị chỉ cho em một lần thông tin đầy đủ thôi, không có xin nữa đâu. Mấy chị cho một lần thôi. Cho như vậy rất là rắc rối và rối luôn. Rồi, hiện tại là em còn màu này. Em tặng được một cái màu đen rồi, là hiện tại em còn 4 màu này em chưa có tặng nha. Chị nào trúng game bây giờ đọc tiếp tục một cái mã mới. Áp dụng một lần chia sẻ trên cá nhân, một lần hội nhóm công khai. Em ơi nhìn chế độ công khai giùm chị nha. Có nhiều chị, chế độ bạn bè. Chế độ công khai giùm em nha. Thanh Tuyền Tân Phú có đen. Thanh Tuyền Tân Phú có đen. Vũ Hương Ly lấy hai xanh. Anh Vũ Hương Ly ở tỉnh hai xanh vậy đi. Một cái Vũ Hương Ly hai xanh. Xanh em còn đúng 3 đúng cái là em hết đó chị nha. Vũ Hương Ly cách cổ. Lâm Huyền Trân chị hết nút rồi, cái nút này chị tặng. Cái nút này chị tặng. Hồng Lâm em một xanh một vàng Đồng Nai. Hồng em Đồng Nai một xanh một vàng. Hồng em Đồng Nai một xanh một vàng. Bé heo Nguyễn em có thông tin đầy đủ luôn. Em có đầy đủ tin này chị chốt cho em đồ luôn bé yêu à. Chị Lê Nguyễn Minh Vy rồi. Chị em thêm rêu người ta. Chị em thêm rêu. Hello bé Yên Linh từ lúc mà. Có fan với bé Yên Linh là không thấy bé Yên Linh comment luôn á nha bé Yên Linh nha. Rồi bây giờ nha. Em có màu đỏ, màu đỏ, màu nút, màu vàng và màu xanh. 4 màu còn lại em đọc mã. Mấy chị em nhớ là comment mã, số điện thoại, địa chỉ. Và cái màu giùm em áp dụng giá mua 29.000 chia sẻ một lần công khai và một lần hội nhóm. Có chia sẻ rồi thì chia sẻ lại giùm em, tại vì nhiều khi á mình sẽ được tính từ cái phút này giùm em nhé. Cái phút em đang cầm 4 cái này nha, và nhớ giùm em là chụp màn hình qua là có cái phút này giùm em nha. Rồi em đọc mã ngay và liền luôn, chị nào ổn thì bấm liền chia sẻ giùm em. Là nhiều khi ổn quá tội nghiệp mấy chị yêu, không có mua, không có trúng game được đâu, ổn quá là không đọc được comment của mình á. Trời chơi game cực lắm mấy chị, thì chơi game cực còn không nhìn thấy comment nữa. Nội dung nó đen, chị hết đen rồi. Cái nội dung nó hỏi chị từ A đến Z hết. Thấy em không, em không cái lúc mà thấy là em hết cái đen rồi. Rồi Nguyễn Mai Bình Dương lấy đỏ nè em ơi. Nguyễn Mai rồi. Dạ rồi, mã em đọc mã tiếp theo nha. Mã Zoom Von 59. Zoom Von 59. Rồi đó. Mã Zoom Von 59. Von hay cái gì cũng được. Zoom Von 59. Kèm giùm em số điện thoại địa chỉ, em công bố người trúng giải nha. Em sẽ canh ai mà comment lên trước đầu tiên là em đọc liền nha. Em có màu đen như đường nha Ngọc, comment màu đen á. Ánh Tuyết có 4 rồi nha. Ánh Tuyết có 4 rồi ở tỉnh, em chỉ mua được đúng vậy thôi. Mã Zoom Von 59. Mã Zoom Von 59 giùm em nha. Ai lấy trúng mã chưa thấy gì hết luôn. Mã Zoom Von 59 nè. Rồi Bích Lê quận 3 màu đỏ. Ok, Bích Lê quận 3 trúng một cái mã Zoom Von 59 nè. Bích Lê quận 3. Trời ơi người đẹp Huyền Thiêm là dưới Bích Lê nè. Uổng quá chừng uổng luôn. Huyền Thiêm dưới Bích Lê chưa có chưa. Ý là dưới một cái nhưng mà lại không có thấy được cái màu của chị đẹp luôn. Thôi là người đẹp không trúng mà không biết màu gì.
Rồi Bích Lê chụp màn hình chia sẻ qua liền luôn. Sau khi là cái màu đỏ này nè. Lấy cái màu đỏ này đi để hồi mấy chị comment màu đỏ nữa là bị lộn chữ gì tí. Bích Lê nè. Nắng xuân đi. Rồi Bích Lê là cái đó nè. Còn màu nút, màu nút màu vàng này sao? Thay qua màu đỏ đi mấy chị nha. Thay qua màu đỏ tiếp tục chốt tiếp ba màu tặng. Em về cái đường này đúng 300 cái, không có nhiều luôn á mấy chị. Rồi những chị nào có thông tin thằng Lu đi thằng ơi. Cái thông tin nhiều luôn cho tí làm đó cho. Lu thông tin của mấy chị lại để mấy chị ở mình đổi vệ sinh nữa. Hồng Ngọc Bình Thạnh nè. Hồng Ngọc Bình Thạnh nè Lu đi. Rắm quá. Rồi. Em thay qua cái màu đỏ cho mình nha. Thay qua cái màu đỏ cho mình. Màu xanh em còn hai cái ai lấy không? Em thay nốt hai màu còn lại em qua hẳn nha. Bình Thảo quần 7 luôn chị. Ừ. Thay qua màu đỏ cho mình nè mấy chị. Hết phải dung bôn rồi nha. Hôm nay em có một cái set siêu phẩm luôn mấy chị nha. Tin em rất là xuất sắc luôn. Hôm nay hàng rất là đẹp. Rồi đây thay màu đỏ nè. Lấy kéo lên màu đỏ nè. Tụi phải nói là màu nào nó cũng trắng da hết vậy ta. Mặt vào đây đặng người luôn mấy chị. Cái chân nút còn chưa có chủ mấy chị ơi. Rồi hết rồi, hiện tại là hết cái dung tặng màu màu gì màu đỏ rồi nha. Còn màu vàng màu nút là màu xanh nha. Một lát nữa tặng tiếp, bây giờ tiếp tục nè. Em đứng màu đỏ cho mình coi nè. Đây là màu đỏ giùm em nha. Trời 70.000 quá xứng đáng luôn mấy chị, xứng đáng hơn đồng tiền cúp gạo luôn. Rất là dễ thương màu đỏ nha, rất là xinh luôn. Màu đỏ giùm em, ai chốt đỏ thì comment đỏ cho em. Cái zoom này là cái độ co giãn rất đỏ. Là đẹp luôn. Hạ Linh xanh đỏ. Với còn tủ ba màu xanh đỏ và vàng nhá. Xanh đỏ và vàng giùm em nhá. Xanh đỏ và vàng. Rồi, số điện thoại địa chỉ mới chốt đơn nha, 70.000 giùm em nha. Cái này mà mặc đôi mặc cặp và cưng xỉu luôn. Chị Keo Lê Dung lấy đỏ. Đặng Mỹ Linh ở Hà Nội lấy màu xanh. Trương Thị Mỹ Xuyến có đỏ. Keo Lê Dung lấy đỏ nè. Mỹ Linh Hà Nội màu xanh. Dạ mấy chị, trước em đi giao cái áo lưới cho mình á, có một đợt em bị sót áo bên trong, là cái áo bên trong 35.000. Nếu như chị nào mà có lỡ nhận hàng mà không có áo bên trong, mà không mình không có áo mặc kèm thì mình báo em để em trừ tiền đơn sau, hoặc là em sẽ gửi cho mình nha. Tại vì cái đơn đó là hôm đó em có đặt dặn nhân viên mà nhân viên phải quên bỏ vào. Đặng Mỹ Linh nè. Ai? Anh Thỏ bây giờ chị không biết để cái màu gì luôn rồi đó. Anh Thỏ ơi, đường dai ngọc màu hồng là màu nào? Đàm Phương Nguyên đỏ Bình Tân. Đàm Phương Nguyên đỏ Bình Tân, đường dai ngọc thêm mấy em. Đổ gì? Đổ lấy cái vàng ra. Thu Nguyệt Lâm Đồng cái màu vàng. Đàm Phương Nguyên đó. Thu Nguyệt Lâm Đồng. Thu Nguyệt Lâm Đồng có màu vàng. Thúy Điệu người đẹp lấy sĩ lấy lẻ vậy? Thúy Điệu là sĩ đó. Thúy Điệu là sẽ không lựa bên đây. Thúy Điệu ơi không lựa bên đây. Không lựa bên đây giùm mấy nha. Hoài Nguyễn Uyên chưa thông tin đầy đủ á. Nguyễn Thu Hà lấy đỏ Quảng Ninh. Nguyễn Thu Hà Quảng Ninh. Nguyễn Thu Hà Quảng Ninh nè. Trường dây ngọc hồi nãy có màu gì. Thêm rồi thêm rồi. Thấy bé nắm nha bé đẹp ơi. Chị thấy em Ngọc Hân quận nhất lấy màu gì á. Phạm Hằng là ở đâu cho em thông tin đầy đủ nha. Thanh Thúy là màu vàng mình vui. Thanh Thúy Bình Dương lấy vàng. Thanh Thúy Bình Dương lấy vàng. Võ Thảo Trang ở Tiền Giang lấy xanh. Võ Thảo Trang Tiền Giang. Người đẹp Võ Thảo Trang. Có nhiều comment nó qua cả gần 10 phút rồi mới thấy. Võ Thảo Trang có nè. Em ơi Hoàng Mỹ Trần có thông tin cho em. Thiên Quỳnh Bình Dương có thông tin cho em ơi. Coi giùm chị với. Em chụp qua cho chị đi, bé Đức Thuận, bé gì bé Thanh Ngân. Thanh Ngân Đức Thuận comment á. Em Quỳnh có rồi mà hết đâu rồi. Đỏ cho Trúc Thanh ở Long Thành. Thiên Quỳnh đổi màu giùm chị với nha. Ngọc Hân quận 1 còn đỏ không? Còn Ngọc Hân quận 1 có đỏ. Ngọc Hân quận nhất có đỏ nè. Còn một bạn nữa.
Thảo Nhi, chị thấy em không chị ơi, có dùm chị, bé Thảo Nhi mới nói gì nè. Chị thấy em yêu nè. Quận 10 hết đâu rồi chị ơi. Chị thấy bé yêu nè. Long Xuyên Bích Như đấy đỏ. Linh lấy vàng. Bích Như đấy đỏ nè, ở Long Xuyên. Trời sao cái này khó chụp vậy? Bích Như Long Xuyên nè. Hết nút rồi, hết nút rồi. Nghỉ chân rồi bắt. Dạ, bên em không có chút hàng. Bích Như không gọi điểm với chị, bên em sẽ gọi tất cả qua gửi inbox nha, nên em nói với chị là chụp cái màn hình qua để bên em tính tiền cho nó dễ cho mình á. Lấy xanh có nha chị. Phạm Mỹ Duyên Tân Phú Đồng Nai đấy đỏ xanh nè. Hoàng Mỹ Trần có xanh. Phạm Mỹ Duyên Tân Phú Đồng Nai đỏ xanh. Ủa mẹ hậu Duy. Cái gì Trần Duy nhỉ? Ủa mẹ hậu Duy nhỉ? Hai màu. Ừ nè, trả rồi. Phạm Mỹ Duyên. Phạm Mỹ Duyên Trần chưa? Cái gì? Hoàng Mỹ Trần chưa không? Hoàng Mỹ Trần có xanh. Phạm Mỹ Duyên nè. Hoàng Mỹ Trần có xanh. Dạ em nghe nè mấy chị. Mi nghe nè, Xu đọc ơi, trả lời em đi. Chị nghe nè bé ơi. Minh Vương xanh vàng Buôn Ma Thuột. Minh Vương Buôn Ma Thuột. Đúng rồi đó, mình nói sao bây giờ một lần hai cái cho mi. Minh Vương Buôn Ma Thuột. Minh Vương Buôn Ma Thuột có nè. Trúc Linh có rồi đúng không em? Nguyễn Hà My, chị nghe em ơi, còn Nguyễn Hà My nghe ngắn lấy gì? Nguyễn Hà My, dạ đúng, đặt mấy bộ mà không có trả lời. Người đẹp nhắn tin, người đẹp gửi cho mình cái mẫu hôm nay qua nha. Một lát sẽ có nhân viên gửi cho mình liền nha. Rất là dễ thương. Dạ rồi, ai lấy nó không? Để em đi em qua mẫu nè. Em tặng nốt luôn lại. Trà Hoa Lý mừng cho em mà không biết cái vụ này. Trà Hoa Lý em đi hàng chị rồi á. Dạ. Mấy chị yếu luôn sao vậy? Em bán hàng mà không đi hàng. Không đi hàng em la chơi hả? Phải đi chứ. Mỹ Ngọc Gò Bắp có đỏ. Phải đi chứ mấy chị đẹp. Trần Thị Thúy Vi Đắk Lắk nó màu vàng nè. Trần Thị Thúy Vi Đắk Lắk nè. Nhi Sam có đỏ. Trúc Linh chưa có đúng không? Chị Trúc Linh. Không nên mình cứ like từ từ vậy, tại vì em sợ ổn nên em cứ từ như vậy để cho mấy chị yêu nào không bị dễ mua hàng hơn, bị ổn nhiều quá khó mua á. Châu Thị Phương Quỳnh ở đâu coi giùm chị đi bé. Châu Thị Phương Quỳnh bé đẹp ở đâu đây? Bé yêu chị ơi, em chưa nhận được hàng. Bé Thảo Nhi ở đâu mà giờ này chưa nhận được hàng? Thảo Nhi Tân đúng không? Xanh hả? Ngọc Chi xanh vàng Nguyễn Tân. Ngọc Chi có rồi mà. Đoàn Văn Bơ Nguyễn Tân được rồi. Hai đoàn Văn Bơ với Ngọc Chi nè. Ngọc Chi nè. Cái xanh nè. Quần tay hiện tại em hết nha. Nguyễn Thanh Tâm lấy vàng ở Đồng Nai. Nguyễn Thanh Tâm Đồng Nai. Chị Nguyễn Thanh Tâm Đồng Nai nè. Lấy vàng nè. Em đen với vàng nha My, chính xác luôn bé yêu. Em đen với vàng. Lấy em nha. Nhi Nguyễn lấy gì vậy bé yêu? Tú Bắc cái chị mặc bao nhiêu ạ? Cái chị mặc 70.000 nha bé yêu. Bé Thảo Nhi chị My kiểm tra lại đơn hàng rồi chị My báo nha. Chị My kiểm tra lại chị My báo liền. Châu Thị Phương Quỳnh người đẹp kèm giùm My số điện thoại nữa nha. Số điện thoại địa chỉ một dòng. Tại vì khi mình mua hàng mình cho My một lần và lần sau My sẽ không xin lại nữa. Cho My một lần thôi, My lưu lại luôn. Lần sau không xin lại nữa cho mấy chị yêu rất là dễ luôn. Trúc Linh một vàng ở quận Bình Tân có rồi hả em? Chưa có. Trúc Linh một vàng ở Bình Tân chưa có mình hả? Tân Bình hả? Trúc Linh cho chị thông tin cụ thể nha em yêu ơi. Là ở đâu Tân Bình, địa chỉ nào nha. Cho inbox là chị bị trôi á, em cho chị ở đây được không? Bé Ti hả? Không có rồi nè. Rồi, Đặng Thị Kiều Sang một vàng một đỏ Đà Nẵng. Đặng Thị Kiều Sang. Em địa chỉ cụ thể chị Hoài. Bỏ Hoài cái miếng thì có rồi chị ơi. Cho chị một cái vàng cho Đặng Thị Kiều Sang Đà Nẵng đi. Thật sự là nó không ổn nó chị yêu. Thật sự là nó ổn nhiều. Nó không ổn nhiều nhưng mình nghĩ chỉ cần mình chịu khó mình tương tác một chút xíu thôi. Rồi em ơi cho chị một cái màu đó đi. Chị mới vừa nói. Một vàng một đỏ cho Đặng Thị Kiều Sang. In một cái màu vàng ra. Coi nè. Trúc Linh có tên đầy đủ rồi. Chị ghi rồi. Chị Phương Trần này là chị Phương Trần. Ghi đơn chị Phương Trần rồi. Ủa còn giữ cái hàng nào ở tỉnh ở đây không? Mẫn mẫn gì nè, em coi chị mẫn mẫn nào ấy. Chị vừa cho Linh qua rồi tí. Em còn đúng 10 cái vàng. 10 cái vàng, 10 cái đỏ, 3 cái xanh nữa. Coi mẫn mẫn nào tiếp nha tí. Kiều Sang có 2 màu rồi. Em chưa? Diệu đỏ xanh nè. Diệu đỏ xanh nè. Diệu người đẹp có đỏ xanh. Phi Phi chị còn thấy em á.
Đủ rồi. Cái này mà mình chỗ thêm một cái giỏ nhỏ nhỏ xinh xinh nữa nha. Số phố là xinh xỉu luôn đó chị. Đây, sắp tới là My sẽ đi chụp mẫu rất là nhiều mẫu hot cho mấy chị luôn, để cho mấy chị không có bị ẩn. Tại vì nhiều khi muốn trên live nó hơi bị ẩn á. Cái form zoom đẹp ghê mấy chị. Cái form, cái chữ V là cái form đẹp. Cái form zoom đẹp là chuẩn nhất luôn á. Form này quá đẹp luôn ha. Thùy Duyên lấy xanh ở Bình Dương nè. Thùy Duyên Bình Dương lấy xanh. Lấy xanh em ơi. Thùy Duyên Bình Dương. Hai cái đen chị My không còn đen nữa rồi bé đẹp. Mấy đẹp đổi màu giùm chị được không? Chị chỉ còn đúng ba màu mà chị nói thôi, vàng đỏ và xanh thôi. Không có lên hai cái đỏ nha. Châu Thị Phương Quỳnh, thấy bạn chưa? Như bạn hai cái đỏ đây của đây. Châu Thị Phương Quỳnh. Bé Phương nè, bé Phương đi đâu nãy giờ nè? Phương Quỳnh thấy không có thông tin. Chỉ là như hai Châu hai Châu đấy tìm có dễ. Châu Thị Phương Quỳnh đúng rồi. Rồi. Bây giờ tiếp tục tặng nha, em còn ba cái ba màu, màu nút, màu xanh và màu vàng, ba cái ba màu cho em tặng nè. Thêm vàng cho mình đi. Dạ, ai thêm vàng? Dạ chị Hoài Uyên, em chưa để đơn cho chị Hoài Uyên vì chị Hoài Uyên chưa thông tin đầy đủ. Chị Hoài Uyên cho em lại, Duyên Dương có đầu tiên rồi, em đọc đầu tiên rồi. Rồi, Trần My, My mặc là người đẹp Trần My nào đây? Su đọc comment, thấy cái gì không mà chứ không thấy lấy hàng. My trả lời nãy giờ luôn á. Màu nu em hết rồi chị, cái này là em để em tặng thôi nhá. Màu nu là em có một cái thôi, Huỳnh Hồ Thu Thảo Van Nu 59. Cái này là My để My tặng thôi, còn My hết rồi. Tại vì nó mới tặng 5 cái 5 màu. Màu đen và màu đỏ My đã tặng xong rồi. Bây giờ còn màu nút, màu xanh và màu vàng. Ánh Nhi chị có đầu rồi chị ơi. Rồi, bây giờ tiếp tục em đọc mã nha. Và nhớ là mã, số điện thoại, địa chỉ đầy đủ và kèm cái màu. Nếu như mình có mã, số điện thoại, địa chỉ mà mình không có cái màu thì em cũng không có biết tặng mình cái gì, là cái comment đó em cho qua tour luôn. Và tiếp theo cái comment thứ hai nha. Và nhớ giúp em là áp dụng một lần chia sẻ trang cá nhân và một lần chia sẻ hội nhóm chụp màn hình qua cho em. Em đọc mã, mình chỉ cần về comment mã, số điện thoại, địa chỉ và cái màu giùm em là mình được tặng, thích màu nào mình tặng màu đó nha. Ba màu, màu vàng, màu nút và màu xanh, ba màu. Xong chưa? Em cố gắng em đứng một mẫu cho nó bớt ổng comment mấy chị đi á, nên mấy chị chịu khó comment giùm em một chút xíu nha. Rồi. Em đọc mã nha. Mã của nó là 4961. 4961 kèm giùm em số điện thoại, địa chỉ. Số điện thoại, địa chỉ, mã và màu. Mã và màu nha. Mã và màu 4961, chú một cái lên báo liền. Báo liền là chia sẻ và gửi qua liền nha. Chia sẻ và gửi qua liền. Đúng là cái hình em chụp, em cầm ba cái này nha. Chứ gửi cái mẫu mà hồi nãy giờ là xỉu luôn đó mấy chị. Nha. 4961. 4961. Ni Trần Trang Dương 4961 xanh nhưng mà không có cái số điện thoại, địa chỉ. Vô khách cũ cũng tên này đủ vậy giùm My. Rồi, Ngờ Dung nút nè. Đó, Ngờ Dung. Cái này thấy lẹ nè. Mới hôm qua mới hỏi màu cũng không thấy luôn. Ngờ Dung. Ghim Ngờ Dung lên nè. Kiểm tra giùm chị các bạn đã chia sẻ đầy đủ chưa? Chị Ngờ Dung. Ngờ Dung. Ngày đẹp Ngờ Dung 29.000 nha, áp dụng tặng 29.000. Hôm nay là ngày mùng 1 nên em lấy mộc các chị yêu nhá. 29.000 cái zoom như thế này. Rồi em đọc lại màu lần nữa cho mình nè. Em còn màu đỏ nè, màu vàng nè và màu xanh nha. Đúng 300 cái duy nhất em ra còn như đây. Chị nào lấy hút ngay và liền kem luôn nha. Màu đỏ là em đã thay xong, bây giờ thay qua màu vàng cho mình nữa là em chấm dứt mẫu này nha. Chấm dứt mẫu này nha, màu vàng nữa là xong. Em không còn để thay luôn chị. 29. Trần My thông tin đầy đủ rồi nè, nhưng bây giờ mới thấy đầy đủ không á. Rồi còn hai cái, còn màu xanh với lại màu vàng là chưa được tặng. Lát bạn nào mà còn thích hai màu này thì thay hồ tha hồ một comment nha. Thay xong cái màu là My làm một lần hai màu luôn cho xong luôn nha. Thay xong cái màu vàng này là My lấy một mã và My lấy hai màu luôn cho xong nha. Để qua mẫu cho nhanh nha mấy chị. Hôm nay hàng rất là đẹp. Sếp Tiểu Thư, sếp gì quá xuất sắc luôn. Cột hai nốt màu vàng là chị nào lấy được cảm ơn màu vàng thì em. Ngờ Dung có hồi nãy. Ngờ Dung chưa gửi hả? Ngờ Dung gửi ngay và liền giùm My nha. Gửi nãy rồi mọi người chưa gửi. Nên phải lấy nha. Gửi lại giùm My ngay và liền luôn. Gửi lại giùm My ngay và liền luôn người đẹp ơi. Có một cái này chưa mở không? Mở hết, dạ. Mở cái thích. Dạ rồi.
mình yên tâm đi, mình cứ tương tác là một hồi mình cũng có quà mấy chị nha. Không có tặng một mẫu đâu, em hứa tặng mấy mẫu lên, tặng mấy mẫu cho mình nha. Đây màu vàng giùm em nè, màu vàng giùm em nha. Màu vàng lúc nào cũng vậy, dịu kha, vừa đẹp mà vừa dịu dàng. Tố, trời em ơi, Đặng Thị Tố Anh nó hồi sáng chị có báo rồi, kiểm tra đâu á, các bạn nó đơn đi tưởng ai vậy chứ nhận được á. Đi lại hả? À giữ đơn hả? À là giữ đơn, nhân viên giữ đơn cho bạn xong hôm nay mới đi lại cho bạn. Thì là chắc mai hoặc mốt bạn nhận được. Nè, từ từ, đấy nè. Đây, mẫu mi đang mặc nha, tiếp tục giùm em. Tại vì mi còn hai cái này nên mi sẽ tặng lốt cho mình hai cái này luôn. Và nhớ là mi còn ba màu, màu đỏ, màu vàng và màu xanh, ba màu như thế này nha. Ai lấy màu nào của mình đó 70.000 giùm em, đúng còn duy nhất 10 cái là hết. Đúng còn duy nhất 10 cái là hết. Số điện thoại địa chỉ mới nhận đơn đúng cho em, số điện thoại không nha. Số điện thoại không em không có nhận được đâu. Vòng Mỹ Linh ngoài sau với đây nè em, chị đưa rồi mà. Đằng trước là ngoài sau nè. Đây, mình có thể mặc này lên đằng trước được nha. Hot girl người ta quay này đằng trước không á. Vỏ hình kim yến có vàng. Vỏ hình kim yến có vàng. Bé Lâm Huyền Trân em có màu màu đen. Màu đen. Quỳnh Xuyên Miên Hoàng Mai có đỏ. Quỳnh Xuyên Hoàng Mai có đỏ. Bé Hiền hai ngày là chưa nhận được luôn. Tâm Tâm có đỏ. Đúng rồi em, chị biết trời, chị khổ ghê. Chị đã xác định nó trong đó rồi. Mấy bạn cứ yên tâm là chị sẽ đền cho mấy bạn nha. Yên tâm. Yên tâm, em gái đẹp lừa đi rồi chị trừ cho. Rồi chốt thêm vài cái nữa, bắt đầu mi tặng nốt cái này nha. Bây giờ là tặng hai cái này cùng một mã luôn. Để các bạn nào comment màu xanh trúng trước thì để màu xanh. Rồi ai comment thứ hai màu vàng trúng thì để luôn cho xong mới qua mẫu mới. Hai cái này sẽ cùng một mã luôn. Còn đỏ, vàng xanh. Nguyễn Hà mi vàng. Nguyễn Hà mi vàng. Trần Mỹ Anh ơi, chị chưa thấy Trần Mỹ Anh comment luôn á mấy em. Minh Tuyền quận 5 có rêu cho em. Ánh Nhi có vàng rồi. Chị Trương Trang bé nhỏ, chị lấy màu xanh. Trời ơi em mới thấy chị Trương Trang bé nhỏ luôn. Trương Trang bé nhỏ. Nó ẩn lắm mấy chị, nhiều khi tới giây phút mà sắp tắt like mới thấy luôn á. Tường Vi quận 3 bắt đầu lên rơm. Chốt cho Phương Quỳnh rồi nha em ơi. Ai mà đọc tên là đều chốt rồi hết, yên tâm. Anh chị có rồi nha chị. Em nhớ áp dụng chia sẻ, gửi màn hình chia sẻ cho chị nha. Người đẹp này dễ thương lúc nào cũng làm bộ lớp chị có rồi luôn. Hoài Yên An Giang lấy vàng và đỏ. Ở Hoài Yên Bình Dương. Hoài Yên Bình Dương thông tin đầy đủ giùm mi đi người đẹp ơi. Chị có mấy cái Tân An Bình Dương không à? Lâm Nguyệt Trân Huyền Vàng. Hoài Yên Bình Dương nè. Hả? Lâm Nguyệt Trân có. Dạ. Hoài Yên Bình Dương nè. Hoài Yên Bình Dương hai màu. Em ấy đi hàng ấy để biết. Gọi hả? Gọi đi. Rồi. Cái vàng cho Lâm Hùng chưa? Rồi. Người khác thì có rồi. Ship công chúng 20 trời, giờ này bạn hỏi ship. Ship có 20 25 thôi, rất là đẹp, yên tâm. Kim Xuyến lấy xanh Đắk Lắk. Xuân Vân lấy đỏ vàng Hóc Môn. Xuân Vân Hóc Môn. Kim Xuyến Đắk Lắk xanh. Rồi. Kim Xuyến Đắk Lắk này. Mi cố gắng hết, tại vì khi view tắt like á, khách nói là khách Mi ơi, thật sự là mình comment rất là nhiều mà Mi không có đọc, Mi không có đọc mình đó, mình buồn. Nên là Mi cố gắng hôm nay Mi chậm nhịp lại từ từ để Mi bắt kịp với khách, để khách nào bị ổn thì để Mi thấy. Nha, để Mi thấy. Tự nhiên người ta đang vô like thì ngủ phê là sao bạn? Ngủ phê bởi vì mày ngủ. Nguyễn Nữ lấy vàng là khách cũ nè. Tự nhiên đang like ngủ phê là gì? Nguyễn Nữ nè. Nguyễn Nữ nè. Xuân Vân Hóc Môn đúng rồi. Nhi Bảo vàng ở Biên Hòa Đồng Nai nè. Nhi Bảo Biên Hòa. Thảo Nhi có xanh. Nhi Bảo Biên Hòa. Nhi Bảo lên. Phan Bảo Trâm lấy vàng Biên Hòa nè. Lấy giùm chị Phan Bảo Trâm. Lấy gì? Lấy vàng. Phan Bảo Trâm nè. Cho thằng lấy đi. Thị Tiên có thông tin chưa ta, chị Thị Tiên? Hả? Phan Bảo Trâm với lại chị Lê Dung Bình Phước lấy vàng nè. Rồi còn vài cái bán cho xong rồi mình tặng luôn Lê Dung Bình Phước. Rồi xong không có tiền. Không kịp á. Mẫn. Ơi Mẫn ơi, cái này là mình hết tặng rồi đó Mẫn. Son Nguyễn Giang thông tin đầy đủ nha. Mày yên đâu, thấy Hội Yên nè.
chắc hộ em cọc Lê Phu, em cọc Danh Xuân Thị quận 7 đỏ. Em ơi chắc giùm chị Lê Phu liền luôn nè. Danh Xuân Thị quận 7 lấy đỏ nè. Lấy luôn cái đỏ kìa, lấy luôn đi. Danh Xuân Thị có. Rồi. Tiếp tục chia sẻ giùm em nè, rồi tặng nốt hai cái này để em qua mãi. Đem mẫu mới, mẫu này đi, mẫu xét tiểu thư đi. Không bên đây nè, bên đây là mẫu xét này chút đi, nó xét tiểu thư. Tiểu thư là đẹp vô cùng luôn. À. Cẩm Huỳnh đấy rêu em, Cẩm Huỳnh quận 7 đấy rêu. À nè. Cẩm Huỳnh, đây nè, đây nè. Này. Đây nè. Ừ. Cẩm Huỳnh quận 7 đấy rêu. Rồi còn ai chưa có nữa không? Chị Lê Dung có rồi đó chị. Chị thấy được comment chị sao mà chị cười em muốn xỉu. Bé Ti Quảng Bình đấy vàng. Ủa bé Ti Quảng Bình nhớ để rồi mà ta. Chưa chị Lộc để luôn á. Bé Ti Quảng Bình nè. Nè, anh hiểu đây, bé Ti Quảng Bình. Thấy chưa, thấy vậy nó chưa? Đây, hai cái này là tặng tiếp tục nha. Chụp ngay vào liền khoảnh khắc này gửi qua cho em luôn. Chụp ngay vào liền luôn. Rất là dễ trúng game. Cực kỳ dễ trúng game. Nếu như mà mình trúng game mà cái mẫu này mình đã mua rồi thì mình sẽ được tặng luôn, không cần trả tiền. Đó là như vậy mấy chị á. Không cần phải mua cái thứ hai. Tiền lại đi. Tiền. Dưới đó. Nè, thả cái này vào cái đi. Thị Tiên chưa thông tin đầy đủ nè. Ngày mẫu mới. Rất mẫu mới. Rồi, hai cái này nhá, một xanh một vàng, em đọc cùng một mã. Chị nào comment trước màu vàng thì còn lại là màu xanh. Còn ai mà lấy màu xanh thì em đọc luôn luôn cho nó lẹ nha. Comment trước một mã. Rồi, tiếp tục là Zoom Von 469. Zoom Von 469 kèm màu, số điện thoại, địa chỉ. Nhớ khách cũ cũng comment như vậy cho em để em dễ để nha. Zoom Von 469 kèm màu, số điện thoại, địa chỉ. Zoom Von 469 Nguyễn Mai có đen rồi chị. Zoom Von 469. Tí nị lấy vàng em ơi, cho tí nị cái vàng chị đi. Tí nị lấy vàng. Tí nị nè. Rồi Đoàn Thị Ngọc Diễm. Đặng Thị Ngọc Diễm in, Đặng Thị Ngọc Diễm lấy cái zoom vàng được tặng nè. Tí nị nè Vy. Ghi giùm nha. Đặng Thị Ngọc Diễm là cái zoom vàng được tặng nè. Còn một cái zoom màu xanh. Một cái zoom màu xanh. Tặng với giá 29 nha. Bán với giá 29 chứ lộn. Bán với giá 29 nha. Còn một cái màu xanh cho chị nào nè. My Ngọc Nguyễn Thị. À? Còn một cái màu xanh cho bạn nào nè. Bạn lấy màu xanh nè. My Ngọc Nguyễn Thị Bình Tân. Rồi xong. Cái xanh này giá 29. Trong một người đẹp là gì quên rồi. Cái này Đặng Thị Ngọc Diễm. Đây. Đặng Thị Ngọc Diễm một cái bàn bên mặt. Rồi xong, 29 ngày chấm dứt nha. Tí nữa lấy một cái màu vàng chưa? Rồi. Ngọc Phạm một xanh, Ngọc Phạm lấy một xanh. Thì Lê Phương nó lên lại cho em nha. Nè hai cái tặng giá 29 ghi lên. Dạ rồi em qua mẫu. Mấy chị cứ yên tâm nổi địa chỉ lên một lát nữa. Em không có xin địa chỉ mình lại ha, nó tiện cho mình rất là nhiều luôn. Em qua mẫu nha. Em nói thật sự mình là mẫu này là quá xuất sắc. Em cứ thay ngay và luyện cho mình mẫu này luôn. Các chị không được bỏ lỡ mẫu này của em. Cho màu lên đi, cho màu lên đi. Cho chị biết anh vui vui gì đó. Anh vui vui gì đó. Vui vui gì đó. Vô anh. Ừ. Vui vui rồi. Chứ không ăn được tặng. Cho màu lên chị đi. Rồi. Rồi. Có đủ đó. Mấy màu á. Bốn. Còn màu gì nữa không? Năm. Năm màu. Năm màu. Bốn màu đủ đó. Cái sao quan tài đi mình thấy. Rồi, thay mẫu ngay từ liền luôn. Cái này quá đẹp luôn, cái set này nè. Set thần thánh, em gọi là set thần thánh đó chị. Dạ. Phải nói là xuất sắc luôn. Cái quần là mặc được với lại áo khác, mặc được với lại áo khác luôn. Rất là sang. Thấy nó vậy. Vậy cái này chắc học không được quen. Đây. Em sẽ để cái áo như thế này em ra trước cho mình để mình coi form áo nha. Lên lên lên.
bà ngồi ấy giờ tôi tắt đi bà chưa. Cái này là nguyên một set nha mấy chị yêu. Nguyên một set như thế này thì My nha, rất là đẹp luôn. Mấy chị yêu coi cái tông cực kỳ đẹp, cực kỳ sang chảnh luôn ha. Đó, dễ thương lắm. Cái quần nó là quần ngố nha. Và cái áo này là áo sơ mi. Nút là nút thật rất là to. Mấy chị coi dùm My cái nút nè. My sẽ mở ra cho mình xem cái form áo. Cái form áo này mình có thể mặc cái quần với lại cái áo. Một cái áo thun trơn trắng bình thường cũng được. Hoặc là mặc cái áo sơ mi này và lại một cái quần khác cũng đẹp nha. Rồi, mẫu là như thế này nha. Bây giờ em đóng, em sẽ đóng thùng lại cho mấy chị yêu coi form đồ. Siêu xuất sắc luôn. Đây, My có tổng cộng là 5 màu. Màu vàng mi mặt, màu gạch, màu gạch, màu đen, màu hồng, màu đỏ, vàng gạch đen hồng đỏ. Mẫu này áp dụng chia sẻ 70.000 cho em luôn. Áp dụng chia sẻ 70.000 luôn. Nhớ áp dụng chia sẻ 70.000. Đọc màu lại một lần nữa nha. Màu vàng, màu gạch, màu đen, màu hồng và màu đô. Vàng gạch đen hồng đô. Thật sự rất là sang. Rồi chốt giúp em luôn. Quận 3 vàng Yến Nhi Nguyễn Huỳnh Hồng. Yến Nhi Huỳnh Nguyễn Hồng. Gạch gạch. Yến Nhi Huỳnh Nguyễn gạch. Ánh Vương mi mặt. Ánh Vương. Danh Xuân Thủy Hồng. Ánh Vương mi mặt. Danh Nguyễn Nhi là đó. Nguyễn Nhi nào đen hồng nè em. Minh Hiền Trần Hồng. Minh Hiền Trần Hồng. Mới vàng xong luôn. Minh Hiền Trần rồi đây. Minh Hiền Trần với Hồng. Ánh hồng đen. Ai? Ánh. Với ánh hồng đen. Lâm Kim Chi có đâu rõ đâu em cho anh chị với. Trần Mi vàng. Lâm Kim Chi rõ đâu bé Na cái xếp chị Mi mặc màu đỏ. Hồng Mai vàng. Bé Na đỏ. Mi Lữ đỏ. Bé Na đỏ. Thảo Na vàng. Bé Na đỏ. Võ Ngọc Phương Đông vàng. Thảo Na vàng. Võ Ngọc Phương Đông vàng. Phu Hương vàng. Đó, đi. Đó. Võ Ngọc Phương Đông vàng. Phu Hương vàng. Phu Yên Hồng. Sao vậy, Phu Hương hình như bác sĩ thôi. Một đêm một tuần. Xuân Quỳnh bác sĩ là cặp được mấy nha, mấy không để được như vậy nha người đẹp ơi. Nguyên Trần vàng. Lấy Đàm Thị Hồng, Đồng Linh Hồng. Nguyên Trần vàng. Thu Nguyên có chưa? Rồi, Nguyên Huỳnh vàng. Nguyên Huỳnh vàng. Mon Ngô vàng. Yến Nhi Huỳnh Nguyễn thêm vàng. Yến Nhi Huỳnh Nguyễn thêm vàng nhé. Mon Ngô Cẩm Ngô có hồng. Nguyễn Hương vàng. Nguyễn Hương Minh Hòa vàng. Nguyễn Hương mới rồi anh ơi. Nguyễn Hương Minh Hòa vàng. Thu Cúc Phú Yên có thông tin chưa ta? Ái Vân Hồng. Ái Vân quận 6 Hồng. Ái Vân quận 6 Hồng. Trời không được luôn. Ừ, nó không tin rồi. Hồng. Ái Vân quận 6 Hồng. Vi Vi Hữu Đất đen. Chị bé. Chị bé lá lấy vàng quận 7. Bé lá quận 7 mấy chị nó áp dụng chia sẻ cho em nha. Bé lá quận 7. Bé lá quận 7 vàng. Thu Cúc với vàng Phú Yên. Thu Cúc Phú Yên vàng. Bé lá đi lấy rồi đi, đi nè. Dạ, người đẹp này lấy sĩ thì cọc giùm em nha. Trần Diễm My vàng, Huyền Hải Hồng, Cẩm Ngô Hồng. Trần Diễm My vàng. Đi rồi. Huyền Hải Hồng, Cẩm Ngô Hồng, Cẩm Ngô rồi, Ngô rồi. Thu Nguyên, rồi rồi. Huyền Hải Hồng, Bu Bu lấy đen. Bu Bu lấy đen. Annie Sunny có rồi đúng không? Bu Bu lấy đen.
phu phu lấy đi. Ai? Thảo Thảo Sóc Trăng lấy vàng. Hoàng Xuân Dung có gạch. Thảo Thảo Sóc Trăng lấy vàng. Quý Anh có vàng đen. Quý Anh có vàng đen. Thảo Thảo Sóc Trăng lấy gạch. Bình Bình có hồng. Ủa Thảo Thảo Sóc Trăng lấy gạch hả? Lấy vàng đúng rồi. Mộng Đào Bến Đức Long An lấy vàng. Mộng Đào lấy vàng. Moon, Moon bé bé chưa có thông tin nha. Không, cái này là set em. Ngọc Dung lấy gạch, Lâm Kim Chi ở đâu coi giùm chị với. Cái này là set cho mấy bé. Lâm Kim Chi chị đi hàng rồi, phải nhận hàng lần như vậy. Nhận được hàng là báo chị liền. Nhận được hàng báo chị liền là chị để liền. Bé Dầu quận 8 có vàng. Ngọc Dung Biên Hòa có chưa lấy gạch? Có rồi, để chị để cho Ngọc Dung Biên Hòa rồi. Nguyễn Hoa Thanh Hồng có đen. Nguyễn Hoa Thanh Hồng lấy đen. Diệu Nghiêm có rồi chị. Đây nè, túi là túi thật và nút là nút thật luôn, rất là đẹp luôn nha. Đọc lại màu cho mấy chị nè, màu đỏ. Màu đỏ đô. Màu hồng, em nói thiệt luôn á, em bán 7 luôn cho chị nên lấy 2 màu một lần. Không ai bán mấy tình yêu giá này đâu, em nói thật sự luôn. Màu đen, màu gạch và màu vàng. Chị lấy vàng em ơi. Chị Mai Phạm có thông tin cho coi giùm chị với. Chị Mai Phạm lấy vàng có thông tin chưa? Mấy chị yêu on bên em nó hay không có, không có thông tin đó. Cho chị thông tin đi mấy chị. Phan Bảo Trâm nãy chị nói không? Ờ, bạn có đơn rồi á. Phan Bảo Trâm có gặp. Bé Đào lấy đen, Ngô Thị Ngọc Nhã lấy vàng nè. Bé Đào lấy đen nè. Còn vàng không? Có rồi, bé Thỏ với cái rớt với chung rồi. Ngô Thị Ngọc Nhã nè, để đây đi. Nè, đi chỉ Ngô Thị Ngọc Nhã. Túi thơ Gò Bắp chưa có điện thoại. Ai? Túi thơ Gò Bắp. Túi thơ Gò Bắp. Túi thơ chị. Nguyễn Bin lấy đen, Nguyễn Bin ở đâu nè, lầy phấn ơi, người đẹp lấy sĩ cọc giùm đi nha. Lấy sĩ cọc rồi mình sẽ vô lai sĩ mình lựa. Nguyễn Bin đi nha, y dài ở đâu nè. Nguyễn Bin lấy đen nè, mặc cái set này mà nó xuất sắc lắm luôn á. Rồi Mario Hồng, em lấy hồng với cam. Ok, có em lấy hồng người có vàng. Mario Hồng với cam đi chị. Mario Hồng 2 chữ O. Chữ O 2 chữ O. Bảo Ngân quận 10 lấy vàng đó em. Chị Vân Nguyễn có đen cho em. Rồi. Rồi Phạm Nguyễn Thanh Xuân lấy vàng có cho em. Còn cái nào mà vàng không? Rồi đen mặt là của Phạm Nguyễn Thanh Xuân, chị thay màu liền luôn. Chị Vân Nguyễn Bình Hạnh chị yêu có đen rồi. Chị yêu có đen rồi, rất là đẹp, em thay màu liền nha. Em thay con màu gì cho mấy chị đi ta. Thay con màu đỏ cho mấy chị nha. Thay con màu đỏ cho mấy chị nha. Em nói mấy chị là siêu đẹp. Bảo Ngân có rồi chị ơi, Thúy Oanh hồng. Thúy Oanh lấy hồng. Tiên Hồ ở Long Khánh lấy đỏ thì chị đi. Tiên Hồ Long Khánh lấy đỏ. Lầy phấn chị cọc nào chị lầy phấn cọc giúp em mới để hàng được nha. Mẫu nào chị cũng lấy 2 màu 3 màu như vậy chị cũng lấy sĩ á. Tiên Hồ Long Khánh lấy đỏ đi em. Khánh Linh Tân Phú chị vừa hết vàng rồi bé yêu. Chị còn màu đỏ nè bé. Màu gạch nè bé Linh. Màu đen nè bé Linh. À Nhi nhà bè có hồng. Màu hồng nè. Quang em cái hồng nó là đẹp lắm. Cái vải của nó là giống như dày ơi là dày chất sa tơ mịn á. Nha, chất thô sơ á. Châu Thị Phương Quỳnh em bác sĩ luôn hả? Ani Nguyễn có thông tin này đủ chưa? Chị cô thấm em hết màu vàng rồi. Màu gì? Hai cái hồng. Hai cái hồng hả? Dung Dung em hết màu vàng rồi chị. Em còn hồng đỏ. Nguyễn Quận 4 có đen. Ani Nguyễn Quận 4 có đen kìa. Trang Nguyễn là Trang Nguyễn nào? Đang Nguyễn Bên thêm hồng rồi đó đi. Nguyễn Bên thêm hồng. Phương Quỳnh lấy đỏ em. Phương Quỳnh lấy đỏ là Phương Quỳnh ở Gò Bắp em. Phương Mon có đen. Phương Quỳnh Gò Bắp lấy đỏ. Phương Mon lấy đen. Lầy phấn gửi lại cho chị đi. Tại vì một ngày rất là nhiều người cọc. Chị chưa có chốt về rồi em. Gọi lại liền, gửi lại cho chị liền cái thông tin. Khánh Linh Tân Phú lấy hồng. Khánh Linh Tân Phú lấy hồng. Phương Quỳnh có chưa? Rồi. Em nhắn tin lại liền cho chị Mỹ Giới. Cherry Hồng quận 8 lấy hồng. Cherry hồng, 8 cái hồng, còn 2 cái hồng chốt nốt giùm My thay đỏ đen cho mấy chị. Cherry hồng. Lan Lì chị đẹp, chị cho em thông tin đầy đủ với chị đẹp ơi. Như Quỳnh em có không My, chị My đây chưa thấy em. Bé Ni quận 10 em ơi. Lấy giùm chị bé Ni quận 10. Vân Anh lấy hồng, bé Ni quận 10 màu đen. Thơ Gò Bắp có gạch. Vân Anh lấy hồng, bé Ni y dài quận 10 đen. Thơ Gò Bắp có gạch. Chị Vân Anh này là chị Vân Anh ở quận 2. Rồi Nhi Nguyễn quận Bình Tân lấy màu đen. Túi thơ, muối thơ và bắp lấy gạch. Vương Anh quận 2 nè. Nhi Nguyễn. Muối thơ có rồi. Còn hồng không cho bé Quyền Lê, còn cái hồng ở đây đây còn một cái hồng.
cái đen cho chị về chơi, chị đọc ở đó. Rồi, Nhi Nguyễn. Hôm nay là em đi từ từ, từng bước để cho nó không ẩn và minh của mấy chị á. Thà như vậy mà nó không ẩn thì Nhi Nguyễn, thì khách sẽ vui hơn. Rồi, thà như vậy mà không ẩn. Trang Nguyễn Đồng Nai nhận thành nhận đi chơi. In thì chị bạn Quyền Lê. Sao bình thường con ẩn cái mẫu đẹp lỏng hồng thảo chị đâu có thấy cái comment gì ta. Rồi bé này Phấn nhắn tin rồi kiểm tra lại thì chị liền cứ nhắn rồi Phấn liền. Rồi em thay màu nha, em còn màu gạch nè, màu đen nè, cái lại mời là màu đỏ, thay màu liền gạch đen đỏ, thay màu liền cho mấy chị luôn. Không dám chậm trễ luôn. Nhi nó đen. Ủa Nhi nó đen hả? Vậy là khoai rồi. Tạm Nguyễn Thanh Xuân. Hay con lão với chị nè. Mỗi mẫu thôi cũng 5 cái đó chị. Cũng 5 cái cuối cùng. Rồi xong. Ừ, đây nè. Mà muốn tin chưa nè. Bài có chưa thấy luôn. Em nhắn con chị đó. Chị vô hồi đi. Châu Thị Phương Quỳnh một hồng một đen thì còn đen. Châu Thị Phương Quỳnh thì để trên thêm một mẫu này nữa nhá. Châu Thị Phương Quỳnh nè. Tại vì á em chỉ mua được tối đa 5 thôi mấy em nha, ai đấy gặp. Andy Nguyễn có cho em. Rồi. Andy Nguyễn có rồi. Candy VH lấy đỏ nè. Mỹ Quân còn đen. Mỹ Quân là còn đen nè. Candy VH lấy đỏ nè. Candy VH bên nào ta? Bên này đúng không? Candy nữa, cái gì mà ở VH đó. Em không đi. Vy có đi Candy VH không? Bé Đào thêm đỏ. Chị Mai Phạm chưa có thông tin nè. Bé Đào thêm đỏ. Ai lấy gạch em để chưa? Mỹ Quân lấy hồng với đen. Còn đen không? Mỹ Quân còn đen nè. Mini Trần có đỏ. Mini Trần có đỏ. Hôm nay có đơn chưa? Không có hồng nha em ơi. Mini Trần lấy đỏ. Ở dưới em còn được không? Nguyễn Thị Thanh Hằng ở đâu lấy đen nè em ơi. Hằng ơi. Rồi Châu Thị Phương Quỳnh 4 máu nè, một máu là chị My Hương chốt nha. Nếu mà em muốn chốt tiếp băng kinh dùm chị My 200 hoặc là 300 nha. Châu Nguyễn Lê Hùng. Coi dùm chị Lê Hưng ở đâu lấy đen nè. Dung Nguyễn Ngò Bắp lấy đỏ, Nhiên Sô-cô-la lấy gạch nè. Nhiên Sô-cô-la lấy gạch. Lê Hưng lấy đen nè, có rồi. Dung Nguyễn Ngò Bắp lấy đỏ nè. Lê Hưng lấy đen nè. Trúc Linh này là Trúc Linh nào lấy đen nè. Mỹ Mỹ lấy gạch ở quận quận 8 nè. Nguyễn Hậu lấy đen ở Bình Dương nè. Mỹ Mỹ lấy gạch quận 8. Nguyễn Hậu Bình Dương lấy đen nè. Nguyễn Hậu Bình Dương lấy đen nè. Hoàng Oanh này là Hoàng Oanh nào đây, người đẹp cho chị xin thông tin đầy đủ được không? Nhiễm Emily chưa thông tin nè. Bỏ hình giống như chị My đi rồi. Duyên Huỳnh hồi nãy chị mới kiểm tra lại cho em rồi mà đúng không? Nhân viên nó kiểm tra lại cho em chưa? Thông cảm thì chị Minh nha, chị Minh thiệt. Tại vì đợt này không có nhân viên đó nên đông ra nhân viên mới có tính tiền sai, khách hoài nên cũng rầu lắm luôn á. Đợt này chị sẽ cố gắng chị kiểm tra lại cái vụ này. Nguyễn Hậu đúng không? Nhá, chị sẽ cố gắng chị là người đứng kiểm tra lại cái vụ này hết. Xu Hí chưa có thông tin đầy đủ. Em ơi, Trúc Linh, em có đen nãy, có đơn rồi, em đen nãy có đơn rồi, Trúc Linh Tân Bình. Trúc Linh Tân Bình lấy đen. À, hai Trúc Linh Tân Bình. Trúc Linh mới vừa rồi á. Ừ, chị cũng. Nguyễn Tiểu My lấy đen ở Tây Ninh nè. Còn đúng hai gạch, ba đỏ, hai đen nữa là hết mấy chị. Nguyễn Tiểu My Tây Ninh nè. Chị Ngọc, máy này đưa thỏ đi. Nợ cái đóng cho em là đưa. Xu Hí chưa có thông tin đầy đủ nha. Nè. Mai Phạm chị lấy đen, Hồng Đức chị Mai ơn rồi em thấy chị rồi.
lúc chị Mai ơi. Nãy giờ chị Mai còn bên em không thấy cái gì luôn, bây giờ mới thấy. Chị Mai tạm một lúc nè. Chị Mai tạm một lúc có nè. Si Cao Nguyễn ở Phú Nhuận có thông tin đầy đủ cho em. Lê Thảo Phú Nhuận lấy đen nè. Còn đen nào không? Rồi còn đúng một cái đen của Lê Thảo Phú Nhuận. Anh Lê Thảo Phú Nhuận đây. Rồi còn đỏ với gạch, em còn đúng đỏ với gạch nữa đó. Đỏ với gạch. Cái này mà 70 nghìn mình không thay nhau mình lấy là thiệt em nói hết. Ôi chị Ngọc đi. Phạm Thảo một đen, mi hết màu đen rồi, người đẹp Phạm Thảo Phú Nhuận. Mi còn đỏ với gạch thôi. Đỏ với gạch xong dùm mi nha. Đỏ với gạch, rồi lấy nốt dùm mi luôn. Đỏ với gạch, chị Mi nghe nè. Mai Phạm chưa có số điện thoại mà. Chị Mai Phạm, bổ sung số điện thoại dùm em đi. Rồi đó, bây giờ lại không lấy số điện thoại chị Mai Phạm. Chị Sô-cô-la thì... Có rồi, có rồi. Rồi, còn gạch với đỏ thôi. Gạch với đỏ dùm mi, đốt nốt dùm mi cho xong. Gạch là đỏ. Rất là đẹp, thích tuyền. Chị hết rồi, lầy phóng cho em nha. Em cho lầy phóng chưa? Đâu giữ lại đâu. Coi coi. Phạm Nguyễn Thúy Ái chị hết rồi. Chị hết rồi, nãy em có một cái bàn thôi. Còn cái thêm thì chị mới hết. Chị Si Cao Nguyễn Phú Nhuận lấy một đỏ nè. Thấy không chị? Chị Mai Nguyễn Phú Nhuận. Xem Ly lấy đen đỏ nè. Si Cao Nguyễn Phú Nhuận là còn hai cái đỏ. Xem Ly chị còn đỏ hết đen nha. Để con Mai Phạm đưa số thoại thì để. Chị Mai cho em số điện thoại đi chị Mai. Cổ quăng cái tổ này lên nè. Si Ca Nguyễn Phú Nhuận Linh Trúc Cần Thơ em lấy đỏ chị thấy em mà bấm gì mình một cái chia sẻ gửi liền cho chị Minh luôn. Ừ sao chị ấy kiếm không ra đâu. Si Ca Nguyễn sao chụp liên tục nó vậy gì Linh Trúc nè, Linh Trúc Cần Thơ lấy đỏ nè. Nó chị nhìn cái nút nè, nhìn cái nút giùm mi luôn nè. Cái nút của nó là xuất sắc rồi, còn là không thấy luôn. Gõ học trung tâm đúng rồi. Đây nè, cái nút nè. To như thế này đẹp lắm luôn á. Cô Thắm người đẹp này này, mình show về mấy hàng người đẹp rồi. Nguyễn Hoàng Phi Yến lấy gạch. Nguyễn Hoàng Phi Yến lấy đỏ. Nguyễn Hoàng Phi Yến lấy đỏ. Nguyễn Hoàng Phi Yến lấy đỏ. Hoàng Oanh chị đi hàng em rồi, nhận hàng dùm chưa? Dùm chị chưa bé? Không, bé này vẫn yên tâm, em đã chuyển tiền rồi thì cái thông tin nó vẫn còn ở đó thôi. Không có mất đi được đâu, tiền nó vẫn còn ở đó luôn, bé yên tâm. Nhận được là chị báo, không nhận được thì tiền nó sẽ về không em có rồi. Nguyễn này bích thuận. Chứ không Linh có dụng rồi, chị không báo rồi, yên tâm. Ai? Chị Linh Trần bé đỏ nè. Hết hồng rồi. Chị Linh Trần bé đỏ nè. Rồi còn ba cái gạch lấy nốt cho em đi. Còn ba cái gạch. Linh Linh lấy màu gì em? Linh Linh có địa chỉ không? Chị Vân em để chị Vân màu đen rồi. Chị Vân còn màu đen em để rồi. Linh Linh. À chị Vân lấy cam nữa. Chị Vân Nguyễn Đình Hạnh lấy cam nữa này. Mới để đen thôi à. Cô Thắm chụp màn hình qua giùm chị cái nhận rồi giùm bé giùm chị nha. Chụp qua chị để em cái chị đang mặc nè. Cô Thắm chụp để liền nè. Chụp giùm chị liền luôn, để liền luôn. Nguyễn Thị Hồng cầm. Lấy gạch chị hết gạch rồi. Cái đỏ đây mặc nó người cho bé. Cô Thắm. Đúng rồi, của cô Thắm chụp liền giùm chị My đi. Cô Thắm chụp liền giùm chị My đi bé yêu. Hết gạch rồi hả? Hết gạch. Đâu? Đó. Còn mấy em con lấy gạch nè. Linh Thủy có chưa? Chưa, cái để Linh Thủy lấy gạch nè. Linh Thủy có chưa tên My? Được. Bên em á tí. Ừ đúng rồi. Em còn rồi. Nguyễn Dung lấy gạch nè. Xu Hí lấy gạch nè. Chụp màn hình mà em vừa nhận cục hàng qua cho chị á. Chụp cái cục hàng qua cho chị. Đây em đang bán khách mới đây. Có bán khách mới thì em mới nói là hết chứ chị My hả? Em có chút thêm hồng của bạn điện thoại em bị tắt nguồn không nghe. Hồi nãy là chị chỉ biết là bé Phan Bảo Trâm có một mẫu đầu tiên và mẫu này mà chị không biết là có mẫu gì màu gì. Nhưng mà nếu mà em cần màu hồng mà có rồi á, còn nếu mà thêm thì chị chắc là không có. Chị chỉ biết là có một mẫu đầu tiên và mẫu này là hai mẫu thôi á bé. Nguyễn Thị Mộng Cầm cái gạch em ơi, chốt cho Mộng Cầm một cái gạch cho chị luôn. Đơn Hoàng Tiên Lê, đơn em đi chưa chị? Đi rồi nha bé yêu. Rồi dạ bạn. Em đang nghĩ với chị yêu luôn, nó thông cảm. Nhưng mà giờ mình không có nhân viên nên nhiều bạn nhân viên mới vô tính tiền hơi sai một chút xíu hơn cái gì đó lỗi. Mấy chị yêu nói với My nha, My sẽ cố gắng, My giải quyết hết tất cả cho mình. Mấy chị yêu đừng có giận My nha, cố gắng cho My qua cái giai đoạn này. Không có kiếm được nhân viên. Nguyễn Ngọc Phương Trinh lấy gạch. Nguyễn Ngọc Phương Trinh lấy gạch. Kiếm được nhưng mà có nhiều bạn, các bạn còn chưa có một quen việc á, nên nhiều khi các bạn tính tiền hơi bị sai một chút xíu nha. Vâng.
Nguyễn Ngọc Phương Trinh có rồi đúng không em? Ừ. Rồi ai nữa nè, Dung Dung lấy gạch em ơi, chị Dung Dung, chị Dung Dung ở Bình Tân lấy gạch. Cái đỏ đang mặc cô Thắm chụp qua cho chị liền đi. Dung Dung Bình Tân lấy gạch. Sao mỗi này đi lên xét tiếp nha. Còn đi lên áo. Chị Ngọc ơi, nếu cô Thắm không chụp là để cho Bông này đi. Lấy giùm em cái bọc áo có túi ở dưới đi. Cái nào? Áo có túi cần đi, áo có túi hai bên. Có tiểu mà em gom có túi hai bên. Đi ơi. Ok, cái bao mua chị mới biết rồi. Chị mới biết rồi. Nghĩ Thảo Linh chị mới nghe nè. Đây màu gạch chị mới nhá. Rồi còn đúng màu gạch này nữa. Dạ. Của tim hả? Đúng rồi, cái loại có túi hai bên đúng không? Rồi. Màu gạch. Chốt nốt màu gạch cho mi qua mẫu luôn. Chị biết rồi, không có nhầm đâu. Em có hai món, món này với món này là hết. Rồi còn đúng 3 4 cái màu gạch nữa. Lấy nốt giùm em luôn. Chất cái mẫu đó lên nha chị. Bích Ngọc là Bích Ngọc nào lấy gạch vậy? Người đẹp mẫu nào? Thật sự nó rất là ổn. Bi hay là Beo? Hử? Bi. Bích Ngọc nào lấy gạch? Gen Gen Ly của chị gạch với đỏ có chưa? Nãy chị Gen Gen Ly có màu gì? Hết. Hết màu gì á? Chị lấy màu đen đúng không? Mày nói hết đen đúng không? Rồi. Bông Baby hả? Ừ, Bông Baby. Nghe đi. Ấn Độ hả? Quăng cái gạch cho chị Jen Jen Ly kìa. Quăng cái gạch cho chị Jen Jen Ly. Đơn hàng kim đi rồi. Bây giờ chị sẽ lên set kiểu thương. Cái set này là cái set thần thánh. Mày gọi nó là cái set thần thánh. Đấy, rất là xinh. Đặng Thị Ngọc Diễm lấy gạch em ơi. Đặng Thị Ngọc Diễm là hồi nãy bạn có một cái món tặng á, để cho bạn luôn. Thấy người đẹp rồi. Mày nói là thấy một lần là thấy hoài, mà không thấy nó không thấy hoài à. Nó đè ra nó không thấy hoài vậy đó mấy chị, mệt mỏi lắm. Từ từ chị like mấy trang vui ngày nào em cũng hối chị qua mẫu đi mi hết á. Từ từ chị like để cho mấy tình yêu kia tương tác nữa. Mấy từ từ giùm chị với. Chị đã cảm thấy ấy thì chị tự qua à. Ngân Ngân quận 8 đi mặt nè. Bé yêu qua lựa sĩ nó không giống như em đang nghĩ đâu nha. Thì để gì kiểm tra nhận được hàng của em. Lát nữa chị like xong rồi kiểm tra nhận được hàng thì sẽ báo em. Rồi thì bên chị em đắp tất thuế sĩ nha. Ngân Ngân quận 8 đi mà. Đặng Thị để chưa? Ngân Ngân quận 8. Gieo mẫu nè. Ráng cho đừng thấy gặp. Chị thấy bé Xuân nè. Cho gieo chị đi. Chị thấy bé Xuân nha. Ánh Tuyết ơi, em chị em mua 4 sản phẩm rồi, bây giờ chị chốt được 1 sản phẩm nữa thôi là chị Minh Hương chốt cho em á nha. Lần đầu tiên là mình sẽ mua được 5 sản phẩm thôi chứ không có giới hạn là lần nào cũng 5. Lần đầu tiên còn cũng không phải là giới hạn đủ 5 mới đi nha. Ý là lần đầu tiên là 5. Tại vì do có nhiều chị không có nhận hàng, nó chốt nhiều, không có nhận hàng là đưa một lần cục như cục sỉ vậy đó. Mình không có thể làm mình như xả nổi luôn. Rồi, em còn đúng 3 cái gạch chốt thì em nốt, bây giờ em đi qua mẫu mẫu thần thánh nha mấy chị, đẹp lắm luôn. Trời ơi. Tinh thì có này. Còn đúng 3 cái, lấy luôn giùm em. Lấy luôn giùm em mấy chị ơi. Xong cái này là mới lên áp điện. Ủa Nguyễn Ngọc Phương Trinh lên đi cho chị đi. Chị Ngọc không phải giữ là ông Mẫn đâu. Không có đâu giữ hả? Đi đi rồi, không có tên đó. Chị Nguyễn Ngọc Phương Trinh đơn thứ 7 đi rồi nha. Đã. Đẹp quá. Rồi quăng. Tao. Hà Gia Ân nãy còn nữa
Hà Giang. Rồi. Rồi Hà Giang có lại nè. Em còn có vài cái à, lấy nốt giùm em luôn đi rồi em qua mẫu với mấy chị. Đây để em cầm lại cái chân máy cho mấy chị tưởng tượng ra. Đóng ra cái đóng đi ghê đi. Dạ bao nhiêu lần nữa chứ ghê. Đây, mẫu mi đang mặc nguyên một set nha. Mấy chị nhớ cái chân váy mà My hay mặc like không? Chân váy dập ly như thế này nè. Bên trong có quần trong nha. Bên trong có quần trong. Chân váy này cái form nó dài hơn cái chân váy kia, thay vì tới đây. Chân váy này My làm form tới đây. Cho chị nào mà mình dài mình mặc không có bị rút lên và bị ngắn, My thả cái áo xuống cho mình xem cái áo nha. Vải áo là vải von dày dặn. Và cổ là cổ bầu, cổ lá sen á, cổ bầu nha. Cột lại. Cái nơ ở đây rất là đẹp. Cái áo form dài tới đây mặc riêng được. Nhìn My đang mặc My một set, My đang mặc có quần trong giùm My nha. Trời ơi xuất sắc, xuất sắc lắm luôn nha. Rồi mẫu áo, nguyên một cái mẫu này My sẽ có hai màu. Chân váy màu đỏ đô sẽ đi với lại áo màu đỏ đô và chấm bi trắng. Còn mẫu My đang mặc là màu đen sẽ đi với lại màu trắng thế này, rất là đẹp luôn. 80.000 áp dụng chia sẻ bài nguyên một set. Tính ra là mình mua cái áo 40 và cái váy 40 đó mấy chị yêu nha. Rất là đẹp, 80. Rồi chốt giúp em số điện thoại, địa chỉ, em nhận đơn Trần Kim Dầu, đơn nào đi em, chỉ nhớ là Như Xã mà. Hai mẫu, hai màu như hình. Kim Ngọc, lấy gạch. Cái mẫu My đang mặc chân váy là chân váy co giãn thoải mái nha. 60-65kg đều vừa. Áo My đang mặc là 57kg, đổ lại mặc được luôn. Rồi chốt nè. Nguyễn Nữ My mặc nè. Đây nè. Rất là đẹp nha, Nguyễn Nữ nè. Nguyễn Nữ Kelly Dung Hạnh Trần đen. Kelly Dung chị Hạnh Trần đen. Mời chị ơi. Nguyễn Lục Thủy Tiên My mặt. Nguyễn Lục Thủy Tiên My mặt. Trúc Nguyễn Bình Tân đen. Trúc Nguyễn Bình Tân đen. Trần Ngọc Ái Hằng đen. Trần Ngọc Ái Hằng đen. Không, mẫu 70 chỉ còn màu gạch em. Gấu Xuân Vi đỏ quận 3. Xuân gì? Xuân Vi quận 3. Gấu bé lấy ấy nè. Gấu bé lấy đen hả? Chấm bi đen. Gấu bé lấy đen. Xuân Vi có rồi. Cái gì Nguyễn Thảo gạch còn không chị? Còn Candy HV đen. Candy HV ở đâu ta? Nguyên nè. Candy HV bên họ. Candy HV. Bảo Ngân My mặc. Bảo Ngân My mặc. Cái nào anh Annie Sunny My mặc. Annie Sunny My mặc. Hai món. Annie Sunny như thích cũ. Sika lấy quần đảo cũng được. Em nói cho Giang Hùng. Sika. Sika Nguyễn. Anh rồi. Tinh Trịnh. Dạ đúng rồi, kèm chân váy chính xác luôn chị yêu. Bỏ Hiền, nó gặp là Bỏ Hiền nào đó chị. Tinh Trịnh đen. Tinh Trịnh nó đen. Tân Bình hả? Hà Mỹ Linh một đen một đỏ. Hà Mỹ Linh. Hà Mỹ Linh. Em thấy chị Đàm Hường rùa dâu. Dạ em nghe nè, rùa dâu ơi. Phan Bảo Trâm, chị My thêm em đi mặt. Phan Bảo Trâm. Thêm em gạch mà. Thêm em gạch hả? Nãy hả? Không có được bà nội. Linh Linh đen gạch là gì chị? Không biết. Linh Linh đen gạch là gì chị?
Linh Linh đang gặp lá gì người đẹp đây nè. Mi mở cá cho mấy chị coi. Trời, mi còn chưa có mắt nữa kìa. Đây, cá mi đang mặc nè. Áo cổ, cổ đó là cổ lá sen như thế này, rất là đẹp luôn ha. Kèm chân váy mi một set luôn. Là cái chân váy mà mi hay like đó chị hỏi á. Nhưng mà cái chân váy này á là mi làm nó dài ra cho mấy chị nào mà mặc dạng như mình mặc, mà không có bị, mình có Nguyễn cao luôn, không bị tụt á. Nguyễn Hương Đồng Nai Biên Hòa hả? Có đâu rồi hả? Đây, hai màu nha. Màu đỏ là hình siêu dữ ra. Đồng Nai lấy đen. Cái mẫu gạch đó em hết rồi. Mẫu gạch đó em vừa đưa xuống sỉ rồi mấy chị yêu ơi, hết rồi. Nguyễn Nhi là Nguyễn Nhi nào đen đỏ lên lên. Mẫu chị đang mặc nhé. Mẫu chị đang mặc em lấy màu gì? Thông tin như vậy mà chị không biết em lấy màu gì hết. Chị để rồi chị sợ lại lộn á. Chị Đàm Hường hai đỏ đen. Đàm Hường là bây giờ mua lẻ hả ta hay sao ta? Huỳnh Như Lê Nguyễn đỏ còn đen đỏ. Phương Minh Linh lấy đỏ. Huỳnh Như Lê Nguyễn ở đâu em? Huỳnh Như Lê Nguyễn à. Chị Đàm Hường nè, nè. Mua lẻ hả? Ngô Tuyền mi mặc Huỳnh Như Lê Nguyễn. Trời, tính ra 80 ngàn cái áo luôn. Quá đẹp, 80 ngàn cái váy, 40 ngàn cái áo, 40 ngàn cái váy. Hà Phạm lấy đỏ. Bác là chị em bóc liền, Hà Phạm lấy đỏ. Chị la xong đã, Ngô Tuyền có chị mi mặc rồi. Ngô Tuyền có chị mi mặc rồi. Ủa, Kim Dầu chị nhớ nhắn tin là em kêu xả cái gì ra rồi mà, chị đâu có để ra cho em nữa đâu. Đúng không, hôm bữa em kêu chị mi xả cái gì ra cho em rồi á. Nó không chịu thông báo em. Các bạn biết sao không chịu thông báo không? Thì các bạn bỏ mất cái thanh cứng rồi á. Bị mất cái thanh cứng nó không thông báo nữa đâu. Trời, mà em mới được khổ tâm á. Chị Đàm Hường có thông tin chưa? Chưa. Ủa lộn, chị Đàm Hường khách cổ nè. Ý là mua lẻ mua sỉ á, không còn báo nữa. Lê Thị Bé Hiền lấy gặp. Ủa sao hình như là mới qua mẫu rồi thì mấy chị mới comment là mẫu cũ không á. Đúng không vậy mấy chị? Hay là nó bị gì? Hay là nó bị gì? Đơn trước đi rồi đơn này không rồi rồi đơn nha chị, bỏ hành ý thôi. Linh Linh lấy đen. Rồi đi đi mà đen thủ nè, lấy đen. Linh Linh Lan Phương chị Miên nghe. Nguyễn Nhi không có thông tin đầy đủ. À, ý là em còn một đơn cái gì vậy là đi rồi á. Đi lại rồi cho em á. Đi lại rồi á, rồi chốt nốt giùm em đi qua nè. Mình còn comment nhiều quá, với lại mình tương tác nhiều được fan cứng thì nó sẽ báo về cho mình, còn nó không là nó sẽ không có báo về đâu. Không báo về là mấy chị comment hoài, comment hoài như vậy. Nguyễn Nhi đi tới công ty. Xích lưới là xích nào? Lưới gì? Nếu mà có hàng là chị đã đi rồi, không còn giữ ở đây. Rồi, chốt nốt cho em nè, hai màu đen nhỏ để em qua nè. Tuyết Như chị thấy em nè. Tô Bích Trang lấy mi mặt. Cô Bích Trang à. Nguyễn Huy Lâm, Trần Hưng Đạo chưa thông tin cụ thể người đẹp. Hai màu đỏ và đen. Lan Lém thấy em, Trương Tiền Lê chưa thông tin đầy đủ. Rồi chốt lại lần nữa nha, hai màu. Màu đen và màu đỏ. Đen rồi rồi, mấy chị coi màu đỏ nha. Em thả một cái màu đỏ lên mấy chị yêu coi nha. Trời ơi đẹp xỉu. Cái vải của nó là em bao mấy chị nha. Mà mình có bụng mình đi làm gấp buổi sáng cái gì mình không biết mặc gì, mình khoác nhẹ. Mình mặc nhẹ cái áo này, cái quần tay là đẹp rồi nè. Thật sự mình đi chơi mình cũng không biết mặc gì, kính đáo lấy cái này là đẹp luôn. Còn quần dài đen đó chị hốt quần dài đen rồi. Ngọc Dung, đây là Ngọc Dung nào lấy đen hay ta? Ngọc Dung này chưa có thông tin để lấy đen cho bé yêu Thanh. Chị Thanh KT khách cũ thì bé coi thấy không? Ừ, Thanh KT. Thế xích đen. Viên Mi Sóc Trăng lấy đỏ 80. Viên Mi Sóc Trăng. Bé lát mình nhắn tin đi, chị đang like em hỏi rồi chị không nhớ. Viên Mi em lấy rồi. Rồi Viên Mi có. Hôm nay cũng có xếp lưới á. Rồi bạn, và chân váy đỏ. Chân váy đỏ dập ly to đùng cái này luôn. Ok nha. Nha chị. Chân váy đỏ sẽ đi với áo đỏ. Là xét đỏ giùm em. Nguyễn Phương Thảo đen đỏ chưa có thông tin đầy đủ. Đây. Như thế này. Chị thấy không? Rất là xinh luôn. Màu đỏ đô nha. Mỗi lần mà đưa lên like nó sẽ hơi bị chói. Màu đỏ đô nha. Nguyễn Nhi chị mà cứ comment hai màu với số điện thoại vậy hoài lại không để được cái chị. Số điện thoại vậy chị. Chị còn áo lưới đi biển, chị còn set lưới mới và áo lưới mới chứ mẫu cũ được gì hết rồi. Có bé cũng phải gì có bé đi rồi không dùng. Nguyễn Hoàng Yên Hà lấy đen. Nguyễn Hoàng Yên Hà lấy đen em. Quỳnh Nga cho mình chờ chị số điện thoại địa chỉ nha, đợi cho chị số điện thoại xong. Số điện thoại địa chỉ giùm chị. Không
Các chị nhớ bấm like á, bấm like mà thích fanpage á thì nó sẽ tương tác cao, mình comment là mình thấy, mình comment là mình thấy, với lại là mình chịu khó mình tương tác như vậy á thì mình sẽ mua hàng không có bị ổn á, chứ không là nó ổn lắm. Ngọc Thảo Lấy Đen ở Bình Phước. Ngọc Thảo Bình Phước Lấy Đen. Ngọc Dung quận 10 Lấy Đen. Ngọc Dung quận 10 Lấy Đen. Hai màu đen và đỏ nha. Đây em cho mấy chị coi cái chiếc vải của nó. Em bao hàng cho mấy chị luôn ha. Không bao giờ mà bị gọi là bị nhăn hay là vải giỏm luôn, yên tâm. Mình vô. Phi Phi với bộ lai trước, bộ lai trước chị không còn bộ nào đâu bé ơi. Lan lém dạ ok em. Ok em. Nana Phạm có. Nana Phạm có rồi, còn đúng hai đen ba đỏ nó muốn luôn em đi qua mẫu. Hai đen ba đỏ nữa. Chị Ngọc ơi. Rồi áp dụng chia sẻ 35 nè. Em để đi từ tập đó. Nguyễn Phương Thảo là đen còn đỏ. Nguyễn Phương Thảo đen còn đỏ có nè chị. Rồi hai đen hai đỏ cuối cùng. Một đen một đỏ cuối cùng. Một đen hai đỏ. Hai bên của nó sẽ có cái túi như thế này, dạng của nó là dạng cổ tim á, cổ tim xuống như thế này nha, cổ V chứ lộn, cắt cái nút này lại, thích thì mình rút lại nhiều, không thích thì mình có thể rút lại ít cũng được nha. Áp dụng chia sẻ 35, áp dụng chia sẻ 35. Ngọc Thảo em ơi, trả lời Ngọc Thảo giùm chị với. Mấy bạn chốt hàng, mấy bạn nhớ giúp em chốt hàng á, khi mà ví dụ như mình chốt cái gì mình kèm giùm em cái màu hoặc là cái gì đó đơn giản, tại vì sợ những khi mình chốt hàng hai ba lần á nhân viên chốt lộn á, chết đến mất Ngọc Thảo đây nè. Ngọc Thảo nhắn tin lại cho chị đi. Ngọc Thảo nhắn tin lại cho chị liền đi. Rồi màu đen nè, màu trắng nè, màu mi mặt là màu tím, màu rêu nè, màu đỏ nè, vải lên gân co giãn nha, màu xám nè, màu mận nè, màu vàng nè, Vân Nguyễn Bình Hạnh đen, màu xanh đen nè. Rồi chốt hồng xương mi mặt. Trúc Ngọc lấy rêu nè, em lấy đi, ở dưới có mà. Cái gì cho lấy thêm đi. Vân Nguyễn Bình Hạnh lấy đen. Trúc Ngọc rêu nè, đen mi mặt nè. 35 áp dụng chia sẻ. Ngô Thùy Du một đen nè. Ngô Thùy Du một đen, Quỳnh Nguyễn Bình Chánh vàng trắng. Ngô Thùy Du màu đen, Quỳnh Nguyễn Bình Chánh vàng trắng. Quỳnh Nguyễn Bình Chánh nè. Lấy thêm áo này lên Vy ơi. Thêm 5 cục lên đây.
ba cục chứ. Thôi Dương đi rồi. Thôi thì Dương. Trúc Ngọc có rồi đúng không? Ừ. Hồng Sương có rồi đúng không? Dạ không có bán quần. Thảo Arsenal lấy vàng. Thảo Arsenal lấy vàng nè. Su Hinh Lên lấy đỏ nè. Su Hinh Lên lấy đỏ nè. Thảo Arsenal lấy vàng nè. Thảo lấy vàng nè. Mỹ Hoa áo này, mấy cái áo đơn giản này mấy gái biết rồi, 60kg thì muốn mặc vừa vào. Thanh Vi vàng đen nè. Thanh Vi nè. Thanh Vi hai chữ Y nè. Quỳnh Nguyễn có rồi nè em. Quỳnh Nguyễn có rồi nè. À, Kim Hòa này ở đâu ta? Chị Yến Trần vàng là Yến Trần 496 hả? Thấy cho mỗi hai con được đó. Mở ra sẵn cho em hết rồi chị. Yến Trần 496. Yến Trần 496 nè. Huỳnh Mai lấy xanh đen. Ngọc Thúy bình trắng đi nè. Huỳnh Mai xanh đen nè. Em in một lần đi mà bái cho. Ngọc Thúy bình trắng nó mi mặt nè. Ngọc Thúy bình trắng nè. Phi Vân lấy đen nè. Bên em cho chị xin thông tin nha. Kim Ngọc quận 5 lấy trắng khách cũ của em. Nguyễn Thảo quận 10 lấy xám. Kim Ngọc quận 5 lấy trắng mà. Đâu đây nè chị. Không, trắng nè. Kim này nè. Kim Ngọc quận 5 lấy trắng lên. Nguyễn Thảo quận 10 lấy xám nè. Nguyễn Thảo quận 10. Con nhà này quá đẹp nha. Hồi mai hết trong có cái bao rồi. Hoàng Oanh lấy vàng. Nguyễn Thảo quận 10 lấy xám nè. Hoàng Oanh lấy vàng nè. Chút chút mi mạng. Chút chút. Dạ chị nào chưa có cứ cùng Minh lại cho mi nha. Có điện thoại thì chuyển màu mi nhìn hết nha. Hoàng Oanh có vàng rồi nè em. Phi Vân có rồi. Hồng Sương có rồi nè em. Duy Nguyễn tím xám. Duy Nguyễn nè. Màu tím chị yêu đừng nhìn tỉnh rớn mà con sang tiểu luôn. Duy Nguyễn nè. Ai nữa? Duy Nguyễn. Nhung Nhung nè. Nhung Nhung nè. Nhung Nhung nè. Chị mới nghe nè. Anna Diễm Thúy lấy vàng nè. Kim Hòa lấy đen quận nhất nè. Anna Diễm Thúy lấy vàng. Kim Hòa quận nhất lấy đen nè. Anna Diễm Thúy lấy vàng. Kim Hòa quận nhất lấy đen nè. Kim Hòa quận nhất. Chị Vân Nguyễn thêm xám nè. Vân Nguyễn thêm xám cho chị nè. Huỳnh Dư Lê Nguyễn đen đỏ xám mận vàng bạn bác sĩ nha bạn. Hết cũ cái mẻ vậy. Coi vậy chưa thấy. Đen đỏ xám mận vàng. Tên gì? Ngọc Dương Nguyễn. Huỳnh Dư Lê Nguyễn á. À, Huỳnh Dư Lê Nguyễn khách mới. Khách mới hả? Vậy là chị chốt được cho bạn 5 sản phẩm thôi. Duyên Huỳnh lấy trắng. Huỳnh Dư Lê Nguyễn 3 cái là đủ 5 nè. Duyên Huỳnh lấy trắng. Tuyết Linh Huỳnh mi mặt ni nữ vàng trắng. Duyên Huỳnh trắng. Tuyết Linh Huỳnh mi mặt. Chị ni nữ vàng trắng. Chị ni nữ vàng trắng. Anna Diễm Thúy có rồi. Ngọc Thư đỏ trắng quận 5. Ngọc Thư cái đẹp bấm giùm mi một cái chia sẻ. Bấm giùm mi một cái chia sẻ gửi cho mi liền nha. Kim Ngọc Thư quận 5. Ngọc Thư quận 5 lên. Kim Ngân quận 8 lấy đen. Chị Vân thêm rồi. Khuất Thủy Tiên lấy áo. Áo gì vậy người đẹp? Áo màu gì vậy người đẹp? Dung Nhung có rồi. Dung Nguyễn có chưa? Dung Nguyễn vàng đen. Hồi nãy là Duy Nguyễn nha. Bây giờ là Dung Nguyễn nè. Chị đụng lên mấy cái rớt dưới đi chị. Dung Nguyễn là còn đen hết vàng nữa chị. Dung Nguyễn Đò Bắp nè. Dung Nguyễn Đò Bắp nè. Dung Nguyễn nè. Duyên Huỳnh chị để rồi nha em. Chị mới để cho Duyên Huỳnh rồi. Lê Mai Phương Thảo. Chị cầm bên màu gì vậy chị? Nó hợp lắm đấy chị. Mỹ Hoa rêu đỏ chung với cái đơn của em dùm nha. Mỹ Hoa rêu đỏ nè. Chút chút xám. Mỹ Hoa bình tân nè. Chút chút xanh xám nè. Mỹ Hoa thấy chưa? Chưa.
Mỹ Hoa. Này là Mỹ Hoa hả? Chị đi lửa thêm cái gì vậy? Chị đi lửa thêm cái gì vậy chị? Chút chút thêm sáng nè. Chị nghĩ chút chút không? Chút chút thêm sáng. Xin Nguyễn mi mặt, rồi đợi hảo qua chút. Chị đi lửa thêm mọn. Xin Nguyễn là cái mi đi mặt. Rồi mới đặt lại màu con nha. Hồng thảo vàng. Anh đi. Bên đỏ. Anh đi. Hồng thảo hả? Nguyễn Ngọc trắng đen chị ở đâu vậy chị? Ú Duyên em nhận hàng mấy cái nào chưa? Phi Phi đen là từ từ. Không phải ổn mà từ từ nó mất tới comment của anh mình mới yêu. Từ từ. Có nghĩa là comment nó sẽ trôi theo thứ tự từ trên xuống. Út thì trắng đen vàng. Phi Phi với đen à. Út Hiền còn trắng à. Phi Phi hết đen luôn à. Chị đọc lại màu chị coi mấy cái nha. Màu mận nè. Màu mận nè. Cái vải là vải coi dạng thoải mái. Màu xanh đen nè. Xanh đen rất là đẹp. Xanh đen quá đẹp. Màu đỏ nè. Phi Phi chị hết đen đổi màu giùm chị với màu rêu. Màu rêu đẹp lắm nha mấy chị yêu. Xuất sắc, mình thích thì mình rút cao được luôn. Không thích thì mình không có thể rút nè. Rút cao được luôn. Màu xám nè. Đúng rồi nha chị này. Màu trắng nè. Rồi. Đối với Ben nha. 35 áp dụng chia sẻ. Rồi phải nói là xét thì đòi lên áo, áo rồi lên xét từ từ. Nhà mình không có biết là mi mặt. Không có vậy được đâu. Hết mi mặt rồi. Để mi thay màu cho. Ly ly vỏ trắng đen cho mi đi lò vi vỏ đâu vậy người đẹp ơi. Tú Duy nhận hàng chưa người đẹp ơi. Mi thay màu nè. Thay màu xanh đen. Út Huyền đổi xanh đen rêu. Xanh đen rêu ok quá đẹp luôn rồi đẹp. 35 ngàn mà không lệnh nữa thôi. Để cái này thì nãy chị mới ấy nè. Em nói với chị là mặc cái gì cũng đẹp luôn. Cái này mặc qua đôi tí nè. Minh Minh hết hồng. Hồng hết rồi. Trời ơi, vải này nè. Tâm đang lấy mận xanh đen với rêu. Tâm đoan hả? Tâm đang. Mận xanh đen. Xanh đen với rêu. Ngời vô mấy đỏ. Rồi ba màu ngời vô mấy đỏ này bên. Bất kỳ nào nó trắng. Nguyễn Thị Thùy Trang một rêu một xanh ở đâu là người đẹp. Đây là thích thì mình rút cao được luôn. Thích thì rút cao được luôn. Ngọc Thư thêm xanh đen rồi. Ai? Ngọc Thư. Ngọc Thư thêm xanh đen nè. Đọc lại màu còn nha. Để trắng. Màu mận. Màu xám. Màu đỏ. Màu rêu. Chi lấy đỏ. Rồi chốt. Chị Tuyết Lạnh lấy rút. Chị Tuyết Lạnh nè. Chi lấy đỏ nè. Gia Linh chị Mi nghe. Minh Minh lấy đen. Chị hết đen nãy giờ với Minh. Chị Mi hết đen nãy giờ. Chị Mi còn bán màu này thôi. Nè. Rêu, đỏ, trắng, mận, xám, xanh. Đinh Tuệ lấy mận. Trắng cho Đặng Thị Ngọc Diễn. Bé yêu Đặng Thị Ngọc Diễn lấy trắng là mấy món rồi. Hai. Có một món tặng. Tặng 29. Cái đó không tính. Đặng Thị Ngọc Diễn nè. Phi Phi lấy xanh đen. Ok bé. Thùy Trang quận nhất lấy trắng. Chị làm như cái xanh đen ở dưới chị. Xám luôn cho. Phi Phi lấy xanh đen nè. Cảm ơn chị. Phi Phi lấy xanh đen nè. Chị Mi để rồi. Dung Nguyễn thêm rêu. Tăng Trúc Mai lấy xanh đen. Tăng Trúc Mai đâu con chị ơi. Chị quên hoài. Dung Nguyễn thêm rêu nè. Con Tăng Trúc Mai là Thu Uyên xanh đen. Con Trúc Mai màu gì ạ? Xanh đen. Đang mặc luôn. Phần Tiên với Mộng. Thu Uyên là cái đang mặc đi. Phần Tiên lấy Mộng. Chị sorry nè. Quên hoài. Ngọc Bi lấy xám. Ngọc Thu Bi đỏ đô. Thu Hương đỏ đô. Ngọc Bi lấy xám. Nguyễn Thu Hương đỏ đô. Đây là Duyên Duyên cộng thêm hả? Dung Dung thì có xanh đen rồi. Dung Nguyễn. Có chữ Gò Bắc là Dung. Nguyễn Thu Hương đỏ đô. Thanh Bi thêm màu trắng. Chị nói thiệt đẹp xỉu luôn. Không thêm nữa thôi.
có 35 Đinh ngàn. Thùy Mận. Đinh Thùy Mận, hết mận. Còn đỏ, trắng, rêu, tuyết hồ rêu. Thì tuyết hồ rêu, rêu xám hết. Xám muối tiêu nữa. Màu xám muối tiêu rất là dễ mặc đồ. Hai mấy chị mặc quần ống su màu đen là siêu xuất sắc luôn. Lâu lâu mới có mẫu như vậy, mấy chị không có thể không có đâu. Nguyễn Lan Anh đỏ. Rồi, rêu trắng xám chốt lại dùm em luôn. Xách tiền bỏ đâu mà lấy trắng mà tôi không có thông tin bà nè. Linh Thùy này, Linh Thùy lấy rêu vậy? Linh Thùy nãy đổ rêu mà. Đổi hay là lấy rêu? Lấy. Lấy rêu mà. À đây chưa có gì, là mấy cái con hết rồi vậy? Linh Thùy Hạnh Trần lấy trắng, Loan Cherry có đơn cho ta chỉ có rồi không? Không. Hạnh Trần quận 8 lấy trắng. Lê Thị Thanh Nga, người đẹp cho mấy xin thông tin nha. Trần Thanh Uyên trắng sáng có thông tin cho em. Trần Thanh Uyên, Dung Diêm cho mấy thông tin luôn. Binky Thúy Hường lấy sáng đỏ. Binky Thúy Hường còn sáng. Còn sáng là chị yêu hết đỏ rồi. Đẹp lắm đó chị yêu ơi. Cái đây mặc có người rồi đúng không em? Ừ. Thuyên Trương nãy giờ chưa có thông tin, chưa có cái gì luôn. Mình cho em xin một lần thông tin thôi, là từ đó là sau trong cái like đó mình không cần cho em nữa nha. Và xuyên suốt luôn, tất cả các like không cần cho em nữa. Chứ mình cứ cho em ngắt ngắt như vậy là sao lâu lắm. Tu Hai Len có đơn rồi á. Rồi còn một xám và một trắng. Một xám và một trắng. Là hết bỏ mày. Một xám một trắng. Linh Thuệ có rồi. Cái gì mặc của em nha, chị nhớ rồi. Chị nhớ rồi. Nguyễn Lan Anh thêm trắng cho chị nè. Thì mà thấy Nguyễn Lan bỏ trắng luôn. Rồi còn hai cái xám cuối cùng. Thương nhiều yêu nhiều, ai nốt thì mình luôn. Màu muối tiêu nha. Màu muối tiêu siêu đẹp nè. Còn xám thôi. Hai cái xám cuối cùng. Ai lấy xám cùng anh xám cho em luôn, anh qua mẫu luôn mình cho lại. Hai cái xám cùng anh xám luôn. Rồi em qua cái mẫu đây là mẫu set. Set này mặc được hai kiểu nha mấy tình yêu. Một là mình có thể mặc đóng ống và hai là mình mặc dây. Mình sẽ mặc dây cho mình nha. Dây của cái khung nó dày lắm. Cái mẫu này là em đã like. Em đã like một lần rồi, cái mẫu nó có cổ, lần này nó không có cổ. Mà em mi vẫn bao hàng cho mình là siêu xuất sắc. Mặc có chết như thế này mình mặc. Đây. Đây rất là dễ thương luôn. Vải là em bao hàng nha, vải là y như cái mẫu đợt trước em về